Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 701, dự đoán của Trần Thế Hào. Cái gã điên đó, hai ngày liên tục, gây sự với cả Lý Minh Phong nhà Lý gia và Thái Hùng nhà Thái gia rồi đến cả Đinh Phàm nhà Đinh gia, khiến họ phải chịu bao thua thiệt trên đất Đông Hải. Thế nên không ít người tò mò, bắt đầu dò la tin tức về Chu Dương. Nhưng những điều này Chu Dương đều không biết. Mà nếu có biết, anh cũng chỉ cười nhạt cho qua, không coi đó là vấn đề gì. Vì chỉ cần giữ vững mục tiêu, thì sớm muộn sẽ đến ngày anh lọt vào mắt những gia tộc lớn, những thế lực mạnh ở Đông Hải. Thậm chí, chuyện anh có quan hệ tốt đẹp với Tô gia, có vấn đề gì với Tôn gia, đều bị người khác tìm hiểu ra bằng hết. Trong phòng làm việc của Trần Thế Hào trên tầng 3, lúc này trong phòng chỉ có 3 người. Chu Dương, Trần Thế Hào và Tôn Liên. Từ lúc đi theo Trần Thế Hào tới Đông Hải, Tôn Liên gần như chưa có lúc nào rời xa ông. Tất nhiên trừ lúc ngủ, còn những thời điểm khác họ đều ở cùng nhau. Chu Dương thấy việc hai người tuổi tác đã cao mà cả ngày dính lấy nhau thật khó tưởng tượng nổi. Không biết Trần Hân sẽ phản ứng như nào, liệu có thấy khó xử không? Trên đường tới câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương chỉ bàn bạc qua loa một lần với Trần Thế Hào về chuyện công ty Danh Dương. Anh chỉ có một ý tưởng sơ bộ về mục đích của những người đó, cũng như những việc công ty cần làm. Nhưng ý tưởng này chưa kỹ càng, vẫn còn sơ hở. Nhưng Trần Thế Hào và Tôn Liên không như vậy. Hai người họ tung hoành ngang dọc Đông Hải đã nhiều năm, bất kể là tầm nhìn, phương pháp, cách suy nghĩ hay là cách giải quyết vấn đề toàn diện, đều nhiều kinh nghiệm hơn Chu Dương. Nên lần này Chu Dương tới đây là để học hỏi những kinh nghiệm đó. Tình hình như này, giờ tôi khá chắc chắn một điều, là mục tiêu của đối phương, chính là 9 cửa hàng kinh doanh của công ty chúng ta ở quận Phổ Đà. Còn 3 cửa hàng kinh doanh khác ở quận Thanh Phong, chỉ là tiện đối diện chạy tới làm chúng ta bị rối thôi. Chu Dương nhanh chóng nói hết những phán đoán và một vài chi tiết cụ thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Thế Hào và Tôn Liên ở đây đều là những người đáng tin cậy, nên anh không lo lắng chuyện họ sẽ tiết lộ ý kiến của mình ra ngoài giúp đối phương cảnh giác. Yên lặng. Sau khi Chu Dương nói xong, cả phòng làm việc đều yên lặng. Trần Thế Hào và Tôn Liên cúi đầu ngẫm nghĩ, họ nghe Chu Dương nói xong cũng có vài ý tưởng nhất định, nhưng vì đây là chuyện quan trọng nên không thể qua loa được. Chu Dương biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nên anh bình tĩnh uống hớp trà, chứ không thúc giục họ. Thực ra chuyện hôm nay cũng chỉ thế này. Hơn nữa, nếu mục tiêu của những người đó là 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, bây giờ có đến 7 cửa hàng xuất hiện vấn đề rồi, thì 2 cửa hàng còn lại trong thời gian ngắn đối phương sẽ không thu mua ngay. Khoảng thời gian đó là để Chu Dương hành động. Cậu nói không sai, mục tiêu chính của đối phương là 9 cửa hàng. Hồi lâu sau Trần Thế Hào mới chậm rãi lên tiếng, sự chăm chú thể hiện rõ trên mặt ông. Như tôi biết, ở Đông Hải này, có thể thu mua 7 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà, lại còn muốn ra tay với 2 cửa hàng kinh doanh còn lại, thì không có một gia tộc nào, hay một thế lực nào có thể làm được chuyện như vậy. Trần Thế Hào hạ thấp giọng nói. Sao lại vậy? Chu Dương tò mò hỏi lại. So với Chu Dương, vốn hiểu biết của Trần Thế Hào về tất cả các thế lực gia tộc ở Đông Hải sâu rộng hơn nhiều. Chứ chưa bàn tới sức ảnh hưởng của hai người họ ở Đông Hải. Rõ ràng Trần Thế Hào đến đây cũng đã mười mấy năm, từng tiếp xúc với nhiều gia tộc lớn nhỏ, nên dĩ nhiên sẽ nắm rõ chuyện này hơn Chu Dương. Quận Phổ Đà là quận sầm uất nhất Đông Hải. Không chỉ nằm sát biển, mà còn có bến cảng lớn nhất trong khu vực, kinh doanh phát đạt. Hơn nữa vì vài chính sách ở đầu thế kỷ nên giá cả ở khu này thấp hơn mấy lần so với khu vực khác. Mà những cửa hàng ở quận Phổ Đà đều có giá trị rất đắt đỏ, không có trên 10 triệu tệ thì không thể mua được. Đặc biệt là cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương. Như tôi biết thì điều kiện của công ty các cậu, đó là diện tích cửa hàng không dưới 100 mét vuông. 100 mét vuông ở quận Phổ Đà có giá tầm 50 triệu, có khi còn hơn thế. 7 cửa hàng là tầm 350 triệu. Còn chưa kể đến 2 cửa hàng kia, giá sẽ khoảng 100 triệu. Tính toán đơn giản thì giờ họ phải có 450 triệu. Trần Thế Hào nghiêm túc nói. Chu Dương nghe vậy cũng hiểu được ý của ông. Đúng là theo như lời Trần Thế Hào, nếu đối phương muốn thu mua toàn bộ 9 cửa hàng kinh doanh, thì cần bỏ ra 450 triệu tệ. Mà điểm quan trọng nhất là, giá trị của những cửa hàng đó, còn nằm ở chỗ là đối tác của công ty Danh Dương. Nếu đối phương thu mua 9 cửa hàng, chỉ để độc chiếm nguồn hàng của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà, thì Chu Dương ngồi ở trụ sở chính cũng khống chế được đối phương.
mà thế lực hay gia tộc có thể bỏ ra 450 triệu này chắc chắn không để sản nghiệp khổng lồ như vậy của mình bị kẻ khác kiểm soát. Song nếu mục đích của đối phương không phải là trở thành cửa hàng kinh doanh duy nhất của Danh Dương ở quận Phổ Đà, thì cả quận Phổ Đà rộng lớn này có đến hơn chục triệu cửa hàng. Mà đối phương hết lần này đến lần khác, luôn đặt mục tiêu vào 9 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương. Nguyên nhân tại sao thật sự khiến người ta đau đầu? Cho nên những người đó có thể không phải dân bản xứ ở Đông Hải, mà là người vùng khác. Tôi có thể hỏi giúp cậu, gần đây có người nào tới Đông Hải nhập cư không? Trần Thế Hào vừa nói, vừa đi sang một bên gọi điện thoại. Cuộc điện thoại rất ngắn, chỉ 2 phút sau ông đã cúp máy. Nhưng Chu Dương chú ý thấy sắc mặt ông hiện giờ vô cùng nghiêm túc, hẳn là do nghe được nhiều tin tức qua cuộc gọi vừa nãy. Thật sự là người nhập cư? Chu Dương hỏi lại ngay. Nếu đúng là người vùng khác tới, thì phạm vi sàng lọc là quá lớn, trong thời gian ngắn sẽ không tìm ra lai lịch của đối phương. Không phải, tôi hỏi rồi. Thời gian gần đây, thậm chí là 2-3 năm này, không có người vùng khác nào giàu có như vậy vào Đông Hải. Vậy thì những người này là người bản địa, hoặc là họ đã tới Đông Hải từ rất sớm rồi. Trần Thế Hào lúc này suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là về những người đến Đông Hải lập nghiệp từ sớm. Các ông chủ đều thuộc một vài gia tộc và thế lực của người nhập cư. Chương 702, tuyết rơi rồi. Nhưng với vốn hiểu biết sâu rộng của Trần Thế Hào, ông nhận thấy dường như không có gia tộc hoặc thế lực nào đủ điều kiện như vậy. Nghĩ đến đây, ngay cả Trần Thế Hào cũng thấy chuyện không đơn giản như mình tưởng. Thậm chí, những phỏng đoán của Chu Dương, e là chỉ được một nửa. Nửa còn lại, vì không biết lai lịch đối phương như nào, nên sẽ không đoán ra đó là ai. Ông nói ra suy nghĩ của mình với Chu Dương, khiến anh cũng trầm tư suy nghĩ. Chu Dương nhận ra nếu Trần Thế Hào cũng không biết thân phận người đó, thì sợ là anh chỉ đoán đúng phân nửa thôi. Xem ra, tôi phải tìm người để điều tra chi tiết về bọn họ. Chu Dương nhẹ giọng nói. Cậu chọn được ai chưa? Nếu chưa thì tôi giúp cậu tìm mấy người. Trần Thế Hào nhìn Chu Dương chờ câu trả lời của anh. Dù sao ông cũng biết một vài mối quan hệ và những người xung quanh anh. Vì thế, ông biết bên cạnh Chu Dương, người có thể gánh vác trọng trách một mình chỉ có mỗi Ngưu Xuyên. Nhưng nếu Chu Dương cử Ngưu Xuyên đi, anh sẽ bị gặp nhiều rủi ro nguy hiểm. Nên vì Chu Dương, Trần Thế Hào sẽ không đồng ý. Chỉ bằng để ông tự tìm mấy người ông tín nhiệm, cử họ giúp Chu Dương dò là tin tức kẻ thù. Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Chu Dương gật đầu, sáng suốt đồng ý với ý kiến của Trần Thế Hào. Nhưng anh cũng có yêu cầu của riêng mình. Người Trần Thế Hào chọn, nhất định phải hành động bí mật, dò la xem đối phương tiếp xúc với ai, giao lưu kiểu gì. Quan trọng nhất là điều tra được lai lịch rõ ràng của đối phương. Nhưng lúc đang điều tra nhỡ thân phận bị bại lộ, Chu Dương lại không có quy định khắt khe nào. Trần Thế Hào ghi nhớ từng yêu cầu, liên tục gật đầu. Những lời Chu Dương nói đều hợp lý, không có gì phải nghĩ. Thậm chí Chu Dương không quy định gì về vấn đề bại lộ thân phận kia, thì Trần Thế Hào sẽ tự đưa ra quy định của mình. Bây giờ chưa có biện pháp nào tốt để giải quyết mấy người đó, Chu Dương cũng không ngồi chờ đợi thêm ở câu lạc bộ Silver Lake nữa. Sau khi tạm biệt Trần Thế Hào và Tôn Liên, anh và Ngưu Xuyên nhanh chóng rời đi. Lúc này trời đã tối, hai người họ trở lại Vịnh Lục Cảnh. Khi Chu Dương về, Tôn Liên nhìn Trần Thế Hào, sắc mặt khá nghiêm trọng. Ông thấy mấy người họ có phải người thủ đô không? Vừa rồi bà không nói gì, nhưng lắng nghe cẩn thận cuộc đối thoại giữa Chu Dương và Trần Thế Hào, trong lòng cũng tập trung suy nghĩ. Lúc Chu Dương ở đây, nên Tôn Liên không tiện nói ra. Nhưng bây giờ anh đi rồi, Tôn Liên cũng không cần dè chừng với Trần Thế Hào, nên có thể nói thẳng ra nhiều điều, không phải che giấu gì. Trần Thế Hào nghĩ ngợi, đương nhiên ông hiểu ý của bà. Người thủ đô mà Tôn Liên nói là những ai, Trần Thế Hào là người biết rõ nhất. Hơn nữa mục đích của đối phương rõ ràng như vậy, vừa xuất hiện đã nhắm thẳng vào khu bố trí làm ăn lớn nhất của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà bàn đạp để Danh Dương vượt ra Đông Hải, tiến vào thị trường cả nước, thậm chí là mở rộng ra thế giới. Nếu nói đối phương chỉ nhắm vào công ty Danh Dương, Trần Thế Hào chắc chắn không tin. Năng lực chống chọi của đối phương mạnh như vậy, đối đầu với một công ty mỹ phẩm bình thường là không khó, cứ thế mà làm, công ty Danh Dương hoàn toàn không kháng cự được. Nhưng xem xét nhất cử nhất động của đối phương, có vẻ họ cũng không nể nang gì cả. Nếu công ty Danh Dương có điều gì khiến đối phương dè chừng,
Trần Thế Hào chỉ có thể nghĩ tới người duy nhất là Chu Dương. Dù sao thân phận thật của anh cũng thuộc một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, là người thừa kế duy nhất, cũng là con cháu duy nhất của gia chủ Chu gia đương thời. Ngay cả ba gia tộc lớn khác ở thủ đô, bất kể là ai cũng phải cẩn trọng khi gặp Chu Dương. Nếu bọn họ làm Chu Dương bị tổn hại gì, khiến gia chủ Chu gia nổi nóng, thì dù là gia tộc nào cũng không muốn đối mặt với cơn giận đó. Nhưng Trần Thế Hào không biết những người đó có đến từ thủ đô hay không. Trước khi có sự chắc chắn cuối cùng, Trần Thế Hào không dám nghĩ gì thêm. Đừng kết luận sớm vậy, nếu đó là những người ở thủ đô, thì họ không dám làm sằng làm bậy ở Đông Hải đâu. Trần Thế Hào nhẹ giọng nói. Trần Thế Hào nhanh chóng giao nhiệm vụ cho mấy người trong câu lạc bộ Silver Lake. Nhận nhiệm vụ xong, mấy người này nhanh chóng rời đi, chạy thẳng tới quận Phổ Đà. Lúc này đang là thời điểm ban đêm náo nhiệt nhất ở quận Phổ Đà. Khu giải trí Royal Garden tại quận Phổ Đà là khu giải trí nổi tiếng nhất Đông Hải. Nơi này người người tập nập qua lại, đoàn người nối nhau dài dằng dặc không dứt. Tại ngã tư cách khu giải trí Royal Garden không xa, Hứa Du và 10 người khác đã chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ đang mùa đông giá rét, ngồi chờ đợi suốt 3 tiếng trong gió lạnh khiến sắc mặt của Hứa Du xanh mét. Nếu không phải chắc chắn bí mật theo dõi Trần Tam tới đây, hắn đã hoài nghi liệu có phải Trần Tam nhân cơ hội chạy trốn từ khu giải trí rồi không. Hứa ra, chúng ta vẫn tiếp tục chờ sao? 3 tiếng rồi bọn họ còn chưa ra. Một người trong số đó oán trách nói, khuôn mặt bị gió lạnh làm cho đỏ ửng, trong mắt còn mờ mờ một tầng xương trắng. Tát vào mồm. Hứa Du lạnh lùng nói. Chỉ một câu mà đủ để khiến nhiệt độ xung quanh tụt xuống vài độ. 9 người còn lại thấy thương hại ư. Họ nhìn mặt người vừa lên tiếng, ánh mắt không che giấu sự vui mừng. Mà người kia nghe thấy Hứa Du nói vậy, sững sờ một lát, sau đó khuôn mặt ỉu xìu xuống. Vâng. Đối diện với Hứa Du, hắn không dám cãi lại, chỉ biết tuân lệnh rồi nhìn thẳng vào bàn tay mình. Chát, chát, chát. Tiếng ba cái tát vang vọng trong đêm đen. Điều này khiến 9 người còn lại tỉnh táo tập trung ngay lập tức. Còn Hứa Du ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào cổng khu giải trí. Nếu nhóm Trần Tam xuất hiện, Hứa Du sẽ nhìn ra ngay. Nhưng nhìn chòng chọc 3 tiếng đồng hồ, nhóm Trần Tam bên kia đến một người cũng không nhìn thấy. Điều này khiến Hứa Du nảy ra một suy nghĩ. Hay là nhóm Trần Tam đã phát hiện ra hắn, nên nhân cơ hội chạy trốn luôn rồi. Màn đêm dày đặc, ánh đèn lờ mờ, nên Hứa Du nhìn không rõ. Đến khi nhìn thấy những đốm trắng bay lơ lửng trên bầu trời, Hứa Du vốn đang im lặng ủ rũ, cuối cùng cũng có cử động. Bởi vì nhóm Trần Tam đã xuất hiện. Chương 703, chặn đường. Tại khu vui chơi giải trí Royal Garden. Nhóm Trần Tam từ trong đó đi ra, mặt ai nấy đỏ ửng, người nồng nặc mùi rượu. Trần Tam đứng trước mặt mọi người, mỗi tay ôm một cô gái ăn mặc hở hang. Thời tiết rét căm căm nhưng họ lại mặc những bộ váy thiếu vải. Tam gia, sau này nhớ tới nha. Hai cô gái xinh đẹp cười híp mắt, vỗ tay vào ngực Trần Tam. Người vung tiền hào phóng như hắn, ở khu vui chơi này cũng không có nhiều. Hơn nữa hôm nay tiền hắn bo cho họ không ít, bằng lương mấy ngày của bọn họ, nên dĩ nhiên cô nào cũng thảo mai cười nịnh. Ha ha, được thôi, lần tới tôi lại tới tìm các cô. Trần Tam nghe thấy hai cô gái đó nói vậy, cao hứng đưa hai tay vuốt ve sau lưng họ, rồi để bọn họ rời đi. Anh Tam, giờ chúng ta về nhé. A Lực nhìn đồng hồ, trời cùng gần sáng rồi, mà giờ tuyết đang rơi nên hắn cũng muốn về nhà. Hơn nữa, chị gái A Lực là vợ của Trần Tam. Hắn không muốn Trần Tam ở bên ngoài chơi bời bỏ mặc chị mình. Về làm gì, giờ vẫn còn sớm, chúng ta đến chỗ khác chơi, mọi người cùng đi nào. Nhưng Trần Tam khoát tay, không để ý đến lời A Lực nói. Hôm nay Trần Tam vô cùng cao hứng. Dù nhiều lần đàm phán với Hứa Du không thành, nhưng hắn tự tin bản thân đã nắm chắc Hứa Du trong tay. Chỉ cần mục tiêu của Hứa Du không đổi, muốn thu mua 9 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương, thì Hứa Du nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, dù hắn đưa ra điều kiện gì, thì Hứa Du cuối cùng cũng phải đáp ứng. Dứt lời, Trần Tam dẫn đầu đi ra ngoài. Nhóm hắn hôm nay không đông, nhưng cách ăn mặc nhìn như dân giang hồ, lững thững đi trên đường chính khiến không ít người sợ hãi. Song giờ cũng đã là đêm khuya, tuyết còn đang rơi, nên người trên đường không nhiều. Tuy nhiên khi nhóm Trần Tam rẽ vào một góc phố,
Trần Sung vốn đang yên lặng đi bên cạnh Trần Tam đột nhiên ngăn Trần Tam lại, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước. Sự thay đổi đột ngột của Trần Sung khiến mọi người phản ứng không kịp. Trần Tam lúc đầu cũng không rõ tại sao Trần Sung ngăn mình lại như vậy, thiếu chút nữa thì té ngã xuống đất. Hắn vô cùng giận dữ. Sao lại làm vậy? Trần Tam nổi giận. Dù hắn và Trần Sung là họ hàng, nhưng lại là họ hàng xa, bắn đại bác cũng không tới. Sở dĩ hắn thu nhận Trần Sung là vì trước đây hắn nợ Trần Sung một ân huệ lớn. Trần Tam uốn nắn Trần Sung thành một tên côn đồ, một vệ sĩ để bảo vệ hắn. Bây giờ bị vệ sĩ đối xử với mình như vậy, Trần Tam đương nhiên nổi giận. Nhưng rất nhanh sau hắn phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì nhìn theo hướng Trần Sung đang cảnh giác, cũng thấy một nhóm người đang chậm rãi đi về phía hắn. Đối mặt với 11 người từ bóng tối bước ra, tuyết rơi dày đặc cả bầu trời, khiến tâm trạng Trần Tam thấp tha thấp thỏm. Ai đó? Dù sao hắn cũng lăn lộn giang hồ mấy chục năm, mà người bên cạnh hắn cũng không ít, còn có Trần Sung ở đây, nên Trần Tam cũng không quá hốt hoảng, mạnh miệng chất vấn. Lúc này trên đường, trừ 11 người bên đối phương, thì chỉ còn nhóm Trần Tam. Trần Tam vừa từ khu giải trí Royal Garden đi ra đã đụng phải bọn họ. Nếu nói những người này không chờ sẵn ở đây từ trước thì hắn không tin. À, ông chủ Trần quả là người bận rộn nên quên rồi, hôm nay mới gặp mà đã không nhớ chúng tôi là ai. Trần Tam hỏi xong một lúc lâu, 11 người bên phía đối phương bước lại gần rồi mới có một người trong đó chậm rãi lên tiếng. Trần Tam nghe thấy giọng nói của đối phương thì mặt tối sầm lại. Cũng là vì hắn nhận ra giọng nói ấy. Hứa Du, là anh theo dõi tôi. Trần Tam tức giận, hắn nhìn khuôn mặt Hứa Du dần hiện rõ dưới bóng đèn đường thì nghiêm giọng mắng. Mọi người đều là dân giang hồ, nên phải tuân thủ theo quy củ. Hôm nay hai bên đàm phán dù không thành công, nhưng với một vấn đề lớn như vậy thì không thể hai, ba câu là giải quyết xong, nên phải đàm phán thêm nhiều lần nữa cũng là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng là hai bên cách biệt, tự nhiên lại gặp nhau ở đây. Hơn nữa Trần Tam thấy có vẻ hắn bị Hứa Du theo dõi. Nếu xử lý không tốt chuyện này, hai bên rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Đây là chuyện bất lợi với bất kỳ bên nào. Quan trọng hơn là Trần Tam phát hiện ra, hắn chưa hiểu rõ về Hứa Du. Vì hình như ngoài chuyện mục tiêu đối phương là chín cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương gia, hắn không còn biết việc nào khác. Nhưng nếu mục tiêu của Hứa Du là vậy, thì hẳn hắn đã tìm hiểu rất rõ thông tin về ông chủ của chín cửa hàng đó rồi. Tức là, Trần Tam hắn chẳng hiểu gì nhiều về Hứa Du. Nhưng Hứa Du lại hiểu rất rõ Trần Tam. Nếu vậy, chắc chắn Hứa Du biết bên cạnh Trần Tam có Trần Sung. Vậy mà hắn vẫn dẫn nhiều người theo dõi Trần Tam. Trần Tam nhanh chóng nghĩ xem điều này nghĩa là gì. Lúc hắn nhận ra, sắc mặt Trần Tam tái xanh lại. Bởi vì hắn phát hiện, việc tự mình tới khu vui chơi, giống như đã tạo cơ hội cho đối phương vậy. Nếu không, khi buổi đàm phán kết thúc, Trần Tam đi thẳng về nhà, Hứa Du hoàn toàn không gây khó dễ cho hắn được. À, ông chủ Trần nói vậy không đúng rồi. Đường này ai cũng có thể đi, các anh đi chỗ này, chúng tôi cũng đi chỗ này, sao lại nói là chúng tôi theo dõi anh được. Hứa Du để hai tay ra sau lưng, khuôn mặt nở nụ cười hờ hững, thản nhiên nhìn Trần Tam, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng hắn còn chưa nói xong, thấy sắc mặt Trần Tam đã tối sầm xuống, Hứa Du mới bật cười. Mà kể cả chúng tôi theo dõi các anh, thì anh định làm gì? Yên lặng. Một câu nói nhưng đủ để khiến cả hai bên gần 30 người đều yêu lặng. Hứa Du cùng 10 người bên cạnh hắn, ai nấy đều lạnh lùng nhìn nhóm Trần Tam. Như thể mười mấy người bọn họ không có chút lo lắng gì khi đối diện với số lượng áp đảo bên Trần Tam. Nhưng nhóm Trần Tam, mặt ai nấy đều khó coi vô cùng. Thậm chí, sắc mặt một vài người đã trắng bệch, chậm rãi lùi về phía sau. Khéo hai bên có đánh nhau, bọn họ sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ làm công cho Trần Tam, chứ không phải bán mạng cho hắn. Bình thường, ỷ vào Trần Tam để ra ngoài tác oai tác quái, điều này đương nhiên rất tốt. Nhưng bây giờ lại gặp phải nguy hiểm như vậy, nên tính mạng mình chắc chắn là quan trọng nhất. Chương 704, phản bội. Hứa Du, anh muốn làm gì? Lẽ nào chúng ta đàm phán không thành, anh liền muốn cưỡng ép? Trần Tam cố nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Trước mắt mặc dù số người bên này của bọn họ nhiều hơn bên phía Hứa Du, hơn nữa còn có sự tồn tại của Trần Sung. Nhưng Trần Tam biết,
nếu Hứa Du đã dám theo dõi mình, vậy hắn nhất định có sức mạnh. Trong tình huống, Trần Tam không biết tình hình nội bộ của đối phương, đương nhiên không ra tay sẽ tốt hơn. Trước mắt, lý do duy nhất có thể khiến Hứa Du theo dõi mình, cũng chỉ có việc đàm phán thất bại trước đây. Trần Tam dứt lời, những người khác cũng lần lượt phản ứng. Không ngờ bọn họ vô liêm sỉ như vậy, đàm phán không thành lại muốn ra tay. Đúng vậy, Tam gia, anh nói đi, chúng ta nhất định chiến đấu với bọn họ đến cùng. Đúng đó, Tam gia, cái mạng này của tôi lúc đầu là do anh cứu về, hôm nay chỉ cần một câu của anh, tôi sẽ chiến đấu với họ. Mọi người cùng nhau bảo vệ Tam gia, không để bọn chúng đạt được âm mưu. Ngay lập tức có không ít người lần lượt hô lên, dáng vẻ hai bên quyết tâm cá chết lưới rách. Nghe thấy những lời này, sức mạnh của Trần Tam cũng tăng lên một chút. Mặc dù trong lòng hắn cũng nghi ngờ, mình bên này có gần 20 người, tại sao mình vừa nãy giống như chỉ nghe được 7-8 người nói chuyện, nhưng trước mắt lúc này không có nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện này. Anh Tam, đợi lát nữa nếu thật sự ra tay, em sẽ bảo vệ đưa anh rời khỏi đây, chỉ cần ra khỏi đây, bọn họ sẽ không dám làm gì anh nữa. A Lực bảo vệ bên cạnh Trần Tam, nhỏ giọng nói. Bây giờ trong lòng hắn cũng hơi hoảng loạn, hắn không giống với Trần Tam. Trần Tam từ trước tới nay, đã quen có uy phong ở quận Phổ Đà này rồi, đương nhiên cũng quen với việc đứng ở vị trí trên cao, không nhạy cảm với những mối nguy hiểm. Nhưng A Lực thì khác, bản thân hắn không có bản lĩnh lớn gì, nhưng lại bản tính rất cẩn thận. Giờ phút này, hiển nhiên A Lực cảm nhận được bầu không khí giữa hai bên có chút khác thường. Trước tiên, đối phương rất vênh váo hung hăng, giống như một lưỡi đao sắc bén, lúc nào cũng có thể chém thẳng vào bọn họ. Còn những người bên phía Trần Tam, mặc dù vừa nãy hô khẩu hiệu vang dội, nhưng A Lực lại không cảm nhận được bất kỳ ý chí chiến đấu nào trên người bọn họ. Ngược lại, A Lực nhìn thấy được sự khiếp sợ và chùn bước từ trên gương mặt những người này. Chỉ dựa vào điểm này, hai bên một khi đánh nhau, vậy ai thắng ai bại sẽ nhanh chóng được phân ra rõ ràng. Càng không cần nói, A Lực nhìn 11 người của đối phương, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được, 11 người của đối phương dường như mỗi người đều mạnh hơn cả Trần Sung. Thậm chí, tên Hứa Du dẫn đầu càng khiến A Lực cảm thấy khiếp sợ. Hứa Du chỉ đứng đó đã khiến cho A Lực cảm thấy bị uy hiếp. Vì thế, trong lòng A Lực đã có suy nghĩ, trước tiên sẽ bảo vệ an toàn cho Trần Tam. Không cần đâu, tôi không sao, chúng ta có nhiều anh em như vậy. Huống hồ còn có Trần Sung ở đây, còn sợ 11 người của bọn chúng sao? Trần Tam căn bản không quan tâm đến lời khuyên của A Lực, tùy ý xua tay, bình tĩnh nói. Thật ra trong lòng Trần Tam khá hoảng sợ, cũng muốn làm theo lời khuyên của A Lực, một khi hai bên đánh nhau, hắn sẽ mau chóng nắm bắt cơ hội sơ hở rời đi. Nhưng Trần Tam biết, bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu bản thân để lộ một chút hèn nhát, vậy mình sẽ lập tức không đánh mà bại, hạ thấp tinh thần của các anh em. Huống hồ trong lòng Trần Tam vẫn là có lòng tin với Trần Sung, hắn muốn xem thử Trần Sung sẽ ứng phó thế nào. Anh Tam, A Lực nói đúng, đối mặt với những người này, rất mạnh, tôi e là không phải đối thủ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trần Tam, Trần Sung nhỏ giọng lên tiếng, nhanh chóng thu về tư thế phòng ngự. Âm thanh của Trần Sung rất nhỏ, hắn lo lắng bị những người khác nghe thấy, họ sẽ bị dọa chạy mất dép. Hai hàng lông mày của Trần Sung dường như đã dính thành một đường. Hắn nhìn đám người Hứa Du trước mặt, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng. So với A Lực, Trần Sung càng có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương. 10 người khác thì tạm ổn, mặc dù khiến Trần Sung cảm nhận được áp lực nhỏ, nhưng Trần Sung tự nghĩ vẫn có thể tạm ứng phó được. Nhưng duy nhất một tên Hứa Du kia, khiến cho Trần Sung nhìn không ra thực lực nông sâu thế nào, trong lòng thầm kiêng dè. Nghe thấy Trần Sung nói như vậy, Trần Tam lập tức trở nên căng thẳng. Sự bình tĩnh vừa nãy dường như đã tan biến trong chớp mắt. Mọi người cũng nhìn thấy rõ tâm trạng của Trần Tam đang thay đổi. Dường như chính vào lúc trong lòng Trần Tam kinh hãi, đàn em phía sau hắn, từng người một cũng bắt đầu lùi về sau. Bọn họ cách xa Trần Sung một khoảng, không nghe thấy lời hắn nói vừa nãy. Nhưng nhìn từ sự hoang mang thoáng hiện ra rồi biến mất trên gương mặt của Trần Tam, bọn họ đoán lời của Trần Sung vừa nói e rằng không phải lời gì tốt. Hứa Du, rốt cuộc anh muốn làm gì? Một lần đàm phán thất bại, chúng ta còn có lần sau, lẽ nào anh thật sự muốn ra tay ở đây, anh không sợ tôi không đàm phán với anh, nói ra mục đích thật sự của anh với người của công ty Danh Dương sao?
Trần Tam cắn răng, hắn cảm thấy có lẽ còn có thể phản kháng lần cuối. Đàm phán lần sau, nói mục đích thật sự của tôi với người của công ty Danh Dương. Hứa Du bật cười, trên gương mặt mang theo sự chế giễu hời hợt. Hắn nhìn thẳng về phía Trần Tam, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi nói thật với anh vậy, không còn đàm phán lần sau nữa, như vậy đương nhiên anh cũng không thể nói với người của công ty Danh Dương về mục đích thật sự của tôi. Hứa Du nói xong, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, vẫy về phía Trần Tam. Lập tức, 10 người phía sau Hứa Du lần lượt xông đến, tốc độ cực nhanh, giống như trong chớp mắt đã đến trước mặt Trần Sung. Bên phía Trần Tam, người của đối phương xông qua trong chớp mắt, có mấy tên đàn em bỏ chạy thoát khỏi đó. Trần Tam không ngờ, Hứa Du lại không nói nhiều lời thẳng thắn muốn ra tay như vậy. Thậm chí, từ trong lời nói vừa nãy của Hứa Du, Trần Tam có thể nghe được một chút tin tức khác. Hứa Du muốn giết người diệt khẩu. Trần Sung, ngăn chúng lại. Trong lòng Trần Tam lúc này đã hoảng sợ đến cực điểm. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Hứa Du lại nghĩ cách giết mình. Lẽ nào hắn không sợ chuyện bị bại lộ sao? A Lực, chúng ta mau đi thôi. Nhìn thấy Trần Sung ngăn cản những người kia, Trần Tam cũng không kịp quan tâm nhiều như vậy, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng trong khoảnh khắc Trần Tam xoay người, hắn lại cảm nhận được mình giống như bị ai đó lôi kéo, toàn thân không đứng vững, lảo đảo về phía trước, ngã nhào trên mặt đất. Cậu! Trần Tam giận càng thêm giận, tay phải run rẩy chỉ về phía A Lực. Vừa nãy, khi Trần Tam xoay người, chuẩn bị bỏ chạy, A Lực lại ở bên cạnh kéo hắn lại, khiến hắn ngã nhào ra đất. Lúc này, A Lực đâu còn dáng vẻ lo lắng cho Trần Tam như vừa nãy, trên gương mặt lộ rõ ý châm chọc giễu cợt. Không ngờ cậu lại phản bội tôi. Lúc này Trần Tam sao có thể không hiểu rõ chứ? Không ngờ A Lực đã lựa chọn phản bội hắn. Chương 705, nhượng bộ. Thế nhưng Trần Tam lại không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Vài lần trước, đều là do A Lực khuyên hắn về nhà, vừa nãy hắn vẫn còn nghĩ, nếu như ngay từ đầu nghe lời của A Lực về nhà sớm một chút, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Ha ha, anh rể, sao tôi có thể phản bội anh được chứ? A Lực khế nói. Được rồi, Trần Sung, dừng lại đi. A Lực vẫn không nhìn Trần Tam, lúc này Trần Tam đã là một con cừu chuẩn bị giết thịt, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Sau đó, A Lực liếc nhìn Trần Sung đang đánh nhau với đám người của Hứa Du, mỉm cười nói. Sau khi giọng nói của A Lực cất lên, Trần Sung vẫn còn đang đánh nhau điên cuồng với người của Hứa Du, đột ngột dừng lại, đồng thời người của Hứa Du cũng dừng tay ngay lập tức. Tựa như vừa nãy cả hai bên hoàn toàn không hề có trận đánh nào diễn ra, lúc này bọn họ đều đứng yên tại chỗ, chỉ có điều ánh mắt của hai bên đều rơi lên người Trần Tam. Biểu cảm trên khuôn mặt người của Hứa Du đều là sự chế nhạo. Còn về sắc mặt Trần Sung dần dần không còn chút biểu cảm nào khác, ánh mắt nhìn Trần Tam cũng vô cùng bình tĩnh, dường như vào giây phút nghe thấy lời nói của A Lực thì hắn hoàn toàn không hề cảm thấy điều gì khác thường. Trần Tam sững sờ. Lúc này, tất cả hy vọng trong lòng hắn đều tan biến. Những kẻ vừa nãy còn kêu gào hô lớn, liều mạng chiến đấu với đối phương, giờ phút này từng người bỏ chạy thoát thân thì đã đành. Mà giờ đây, ngay cả hai người mà hắn tin tưởng nhất là A Lực và Trần Sung, cũng liên tiếp phản bội hắn. Tại sao? Trần Tam nghiến răng nhìn A Lực, ánh mắt của hắn như thể đang muốn bốc cháy. Ha ha, tại sao? Trần Tam, anh thật sự cho rằng bản thân mình là Tam gia sao? A Lực mỉm cười, bước đến chỗ Trần Tam, đưa tay ra rồi tát nhẹ lên mặt Trần Tam hai cái. Anh quên rằng anh đã đối xử như thế nào với chị tôi rồi à? Những gì hôm nay anh nhận được, đều là quả báo. A Lực cười khanh khách, đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Trần Tam. Lúc này, trong lòng A Lực có một loại cảm giác vô cùng vui sướng. Trước đây hắn quả thật là thành thật đi theo Trần Tam để làm việc cho Trần Tam. Lúc đầu, A Lực nghĩ, nếu hắn ở bên cạnh Trần Tam làm việc chăm chỉ, thì Trần Tam sẽ đối xử tốt với chị gái của mình hơn một chút. Nhưng điều mà A Lực không ngờ tới, Trần Tam không những không đối xử tốt hơn với chị gái mình mà ngược lại còn trở nên tệ hơn, thường xuyên đánh đập chị gái, hơn nữa còn không cho phép chị ấy nói chuyện này ra ngoài. Nếu như không phải có một lần A Lực nhìn thấy những vết bầm tím trên người chị gái mình, thì có lẽ hắn vẫn cứ luôn đắm mình trong sự lừa gạt này. Cũng từ khi đó, trong lòng A Lực nung nấu một nỗi niềm oán hận sâu sắc đối với Trần Tam, hắn đã thề trước mặt chị gái mình, rồi sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ báo thù. Sau thời gian dài chờ đợi,
A Lực cuối cùng cũng có được một cơ hội. Trên thực tế, trước ngày diễn ra cuộc đàm phán lần thứ ba thì Hứa Du đã tới tìm hắn, mục đích đương nhiên là dụ hắn, sau đó để hắn ở đây nằm vùng. A Lực dường như không chút do dự, lập tức đồng ý. Ha ha, ông chủ Trần, không ngờ anh lại là người như vậy, xem ra, cái cửa hàng kia trong tay anh, chẳng qua cũng chỉ là hòn ngọc u mê mà thôi. Lúc này Hứa Du đi tới trước mặt Trần Tam, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt hắn nở một nụ cười lạnh lùng, dường như muốn thông báo rằng hắn chính là người thắng cuộc, còn Trần Tam thua thảm hại. Hứa Du, anh nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lúc này Trần Tam vẫn còn rất mạnh mẽ không chịu khuất phục, gầm gừ với Hứa Du. Ha ha, anh vẫn còn khí phách như vậy sao, anh yên tâm đi, chờ đến lúc anh không còn nữa thì vợ của anh sẽ tiếp tục thừa hưởng cửa hàng của anh, đến khi đó có lẽ giao dịch giữa chúng ta sẽ rất dễ dàng. Hứa Du khẽ cười, sau đó xoay người rời đi. Hai người ở phía sau hắn lập tức bước ra, sau đó kéo theo Trần Tam, đi vào trong bóng tối. Lúc này, Trần Tam cuối cùng cũng sợ hãi. Hắn biết, Hứa Du là người dám làm mọi chuyện, tuyệt đối không phải là chỉ dọa hắn khiếp sợ. Hứa Du, tôi đồng ý đàm phán với anh, dựa theo kế hoạch của anh. Có yêu cầu gì tôi đều đồng ý hết, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Trần Tam không ngừng cầu xin thương xót, khắp người run rẩy. Vừa nghĩ đến việc hôm nay mình sẽ mất mạng, mọi vẻ dè dặt thận trọng trong lòng Trần Tam đều biến mất không chút tăm hơi. Lúc này đừng nói là chỉ đồng ý với điều khoản của Hứa Du, cho dù Hứa Du yêu cầu Trần Tam tặng lại cửa hàng cho hắn, thì có lẽ Trần Tam cũng sẽ đồng ý ngay lập tức. Ha ha, ông chủ Trần, lúc này anh vẫn còn thương lượng điều khoản với tôi ư, chỉ cần anh không còn nữa, vậy thì không phải tôi muốn lấy gì trong cửa hàng của anh đều được sao, dựa vào cái gì mà phải trả giá như vậy. Hứa Du dừng chân, quay đầu liếc nhìn Trần Tam một cái, sau đó thản nhiên nói. Đúng thế, chỉ cần Trần Tam không còn nữa, vậy thì mọi thứ của hắn đương nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ hắn. Sau thời gian đó, Hứa Du đương nhiên có thể giành được cửa hàng với giá thấp hơn. Tôi không cần tiền, không cần tiền, cái gì cũng không cần, chỉ cần anh buông tha cho tôi. Lúc này, Trần Tam cũng không còn cách nào khác. Dù Hứa Du nói gì, hắn cũng phải đồng ý, hoàn toàn không thể phản đối lại. Hứa Du nói rằng hắn có thể lấy được cửa hàng với giá thấp hơn, vì vậy Trần Tam không còn cần bất cứ thứ gì nữa, hắn sẽ tặng không cửa tiệm cho Hứa Du. Tặng không sao, ha ha, tôi nghĩ là tôi cũng muốn thế. Chỉ là tôi cũng không phải là hạng người vô liêm sỉ đến mức đó, dù sao tôi vẫn luôn ngay thẳng, cho dù muốn lấy được cửa hàng của anh, thì tôi cũng muốn dùng phương thức ngay thẳng để lấy được nó. Hứa Du nheo mắt nhìn Trần Tam, trong lòng cũng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này Trần Tam, còn có thể nói gì được nữa? Tất cả mọi thứ đều theo ý Hứa Gia hết, Hứa Gia muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Hứa Gia có điều kiện gì tôi đều sẽ đáp ứng điều kiện đó. Trần Tam vội vàng nói. Hứa Du im lặng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn Trần Tam. Từ lúc nãy, hắn đã có suy nghĩ về chuyện này. Tất nhiên, loại bỏ Trần Tam, để vợ hắn thừa kế mọi thứ, sau đó Hứa Du sẽ lấy cửa hàng từ trong tay của đối phương. Điều này đương nhiên sẽ là cách tốt nhất, đồng thời, cũng là cách tiết kiệm thời gian và công sức nhất. Tuy nhiên, nếu muốn giải quyết người như Trần Tam, cho dù là Hứa Du, thì cũng rất có khả năng sẽ bị sót lại một chút dấu vết. Tuy rằng tiếng tăm của Trần Tam ở bên ngoài không được tốt lắm, nhưng dù sao hắn vẫn là một nhân vật có máu mặt, cũng có nhiều người để mắt tới. Đặc biệt là ông chủ của một số cửa hàng khác ở quận Phổ Đà, lúc này e rằng họ đang muốn xem Trần Tam sẽ đối phó như thế nào với Hứa Du. Nếu như lúc này Trần Tam mất tích hoặc chết, vậy thì không cần nói đến những thứ khác, những người đó nhất định sẽ nghi ngờ Hứa Du trước tiên, đồng thời lòng tin tưởng của hai bên cũng sẽ bị rạn nứt. Hơn nữa, nếu Trần Tam thực sự chết, thì thi thể phải bị tiêu hủy sạch sẽ, nếu không nhất định sẽ bị người khác phát hiện manh mối. Đến khi đó, những gì mà Hứa Du phải đối mặt lại càng phức tạp hơn rất nhiều. Cho nên, tình hình trước mắt, phương pháp của Trần Tam cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Chương 706, Thỏa Hiệp. Hứa Du nhanh chóng đưa ra quyết định trong đầu. Tất nhiên, nếu như hắn nhất quyết khiến cho Trần Tam biến mất khỏi thế giới này cũng không phải là điều không thể. Chỉ là những việc sót lại cần phải xử lý sau đó sẽ rất phức tạp. Cho dù là Hứa Du hắn, cũng có những lúc, không muốn phải đối mặt với một số thế A Lực nào đó. Nếu như dựa theo cách làm của Trần Tam, vậy thì tất cả những rắc rối này sẽ được giải quyết.
Hơn nữa, Hứa Du cũng không cần phải lo lắng việc Trần Tam sẽ lật lọng phản bội. Bản thân hắn có thể khống chế khiến cho Trần Tam khuất phục lần một, vậy thì cũng có thể khống chế được lần hai lần ba. Cho nên trừ khi Trần Tam có thể tìm được một người giúp đỡ, có thể cạnh tranh chống lại hắn, nếu không. Khóe miệng Hứa Du hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Có khả năng cạnh tranh với hắn. Không phải Hứa Du coi thường Trần Tam, mà Hứa Du thật sự có lòng tin như vậy. Ở thành phố Đông Hải rộng lớn này, đương nhiên sẽ có một số con rồng con hổ ẩn náu, bọn họ đương nhiên có thể so tài cạnh tranh với Hứa Du, thậm chí trong số đó cũng không thể thiếu một vài thế a lực lớn mạnh, ngay cả Hứa Du cũng không phải là đối thủ. Không phải Hứa Du coi thường Trần Tam, mà là những người như vậy ngay cả Hứa Du có đích thân đến thăm hỏi, thì cũng phải cố gắng hết sức lắm mới có cơ hội tiếp xúc gần. Còn Trần Tam, hoàn toàn không có khả năng được gặp mặt những người đó, càng không nói đến việc nhờ bọn họ đối đầu với hắn. Về phần những người khác, theo như cách nhìn của Hứa Du, chẳng qua cũng chỉ là những con cá thối không đáng nhắc đến. Hắn ra hiệu cho đàn em đặt Trần Tam xuống, Hứa Du chậm rãi quay trở lại, đứng trước mặt Trần Tam, dùng thái độ hờ hững nhìn từ trên cao nhìn xuống. Kẻ thức thời là người tài giỏi, tôi luôn thích những người biết tiến biết lùi, hãy nhớ những gì anh nói, một ngày, tôi chỉ cho anh một ngày để giải quyết mọi việc ổn thỏa. Tôi không muốn để lộ ra một chút sơ hở nào khiến người khác nghi ngờ, anh có nghe hiểu lời tôi nói không? Hứa Du lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Trần Tam, dường như muốn nhìn xem trong mắt Trần Tam có một chút do dự nào hay không, nếu như có thì Hứa Du lập tức thay đổi ý định. Vâng, 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 Hứa gia, tôi nhất định sẽ làm, tôi lập tức đi xử lý, lập tức đi xử lý. Lúc này Trần Tam đâu dám có cái suy nghĩ sai lệch nào khác. Ngay cả cuộc sống của bản thân cũng nằm trong suy nghĩ của Hứa Du, nếu lúc này hắn không ngay thẳng thật thà, không trung thực làm theo Hứa Du, mà nghĩ đến chuyện làm một con thiêu thân, việc đó chính xác mà nói chính là chê cái chết đến quá muộn, chê bản thân mình sống quá lâu rồi chăng? Được, đi đi, Trần Sung, A Lực, các người đi theo ông chủ Trần xử lý mọi việc, tôi tin rằng các người sẽ không khiến tôi thất vọng. Hứa Du gật đầu đồng ý với Trần Tam, nhưng đồng thời hắn cũng để A Lực và Trần Sung cùng đi với Trần Tam. Làm như vậy cũng không phải chỉ để giám sát Trần Tam, mà Hứa Du cũng đang muốn thử lòng Trần Sung và A Lực như thế nào. Mặc dù trước đó A Lực và Trần Sung đã được bọn họ mua chuộc, hơn nữa màn trình diễn của hai người hôm nay cũng đủ cho thấy lòng trung thành của họ với Hứa Du. Tuy nhiên, lòng trung thành thường không đủ cho cái giá của sự phản bội. Cũng giống như trước đây, bọn họ không trung thành với Trần Tam sao? Chắc chắn là trung thành. Nhưng lòng trung thành như vậy, dưới sự cám dỗ và lợi ích của Hứa Du, liền sụp đổ ngay lập tức. Vì vậy, Hứa Du biết mong đợi lòng trung thành thực sự của người khác đối với mình mà nói, đó hoàn toàn chỉ là một ý nghĩ viển vông mà thôi. Nếu lần này, A Lực và Trần Sung có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì Hứa Du cũng sẽ không ngại giới thiệu họ vào tổ chức của mình. Cũng coi như đó là phần thưởng cho hai người họ. Nói xong, Hứa Du dẫn theo 10 người khác đồng loạt rời đi. Chẳng mấy chốc, trong đêm tuyết chỉ còn lại 3 người, trông thật lạc lõng dưới ánh đèn đường mờ ảo. A Lực và Trần Sung sắc mặt không chút biểu cảm, mặc dù chỉ có hai người bọn họ và Trần Tam ở đây, nhưng họ cũng không có ý định lên tiếng nói chuyện, họ chỉ hờ hững nhìn Trần Tam. Còn Trần Tam lại đang vô cùng thảm hại. Nhìn thấy bóng dáng của Hứa Du đã khuất đi, lúc này Trần Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nếu không phải không biết xấu hổ cầu xin lòng thương hại, bằng lòng bỏ hết quyền lợi cửa hàng tặng hết cho Hứa Du. Vậy thì rất có khả năng cái mạng này cũng không còn nữa rồi. Trần Tam sợ hãi một hồi, sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn A Lực và Trần Sung. Đột nhiên, trong lòng Trần Tam bùng lên một cơn tức giận mạnh mẽ. Nếu không phải A Lực và Trần Sung, thì hôm nay sao hắn có thể bị người của Hứa Du hạ gục dễ dàng như vậy được? Hơn nữa, lúc nãy còn phải quỳ xuống van xin tha mạng, rồi sau đó mất hết tất cả quyền lợi của cửa hàng kinh doanh. Tất cả đều là lỗi của hai người A Lực và Trần Sung. Hai người các người, thật sự là không biết xấu hổ, tôi không ngờ rằng chính hai người lại phản bội tôi. Trần Tam nghiến răng nghiến lợi nói, giờ mọi chuyện đã kết thúc, Trần Tam cũng biết sự thật không thể thay đổi, nói gì cũng không còn quan trọng nữa, nhưng nhìn thấy hai người A Lực và Trần Sung, Trần Tam không thể nén cơn giận trong lòng được. Nói thêm cũng vô ích, thời gian của anh là một ngày, nếu như ngày mai mà anh không thể xử lý hết mọi chuyện, thì tôi nghĩ, Hứa gia cũng sẽ không từ bi mà tha cho anh một lần nữa đâu. A Lực phủi tay áo, liếc nhìn Trần Tam sau đó bình thản nói,
thậm chí không thèm để ý đến những gì mà Trần Tam vừa nói, cứ như thể là đang nghe tiếng chó sủa. Hừ, không cần các người phải nhắc. Trần Tam nghe vậy, trong lòng giận sôi máu, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy tất cả mọi thứ của cửa hàng để đổi lấy các mạng nhỏ này mà thôi, hắn cũng không có ý nghĩ chọc giận Hứa Du thêm một lần nào nữa. Đến lúc đó, Trần Tam cũng không còn cửa hàng nào khác để tiếp tục đổi lại cái mạng này của hắn. Cho nên Trần Tam rất biết thức thời, hắn cũng không muốn nhiều lời với A Lực và Trần Sung, hơn nữa Trần Tam cũng biết, nói nhiều với hai người bọn họ cũng vô ích, hoàn toàn không có chút lợi ích nào cho bản thân. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng xử lý hết mọi chuyện của cửa hàng. Rất ít người biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Tam. Chỉ là, nhiều người xung quanh quen biết hắn rất bất ngờ khi phát hiện Trần Tam chuyển nhượng cửa hàng của công ty Danh Dương, hơn nữa tốc độ lại quá nhanh khiến ai cũng kinh ngạc. Xử lý xong mọi chuyện, Trần Tam cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Hứa Du, Trần Tam biết rằng tính mạng của mình đã được cứu. Tốt lắm, ông chủ Trần xứng đáng là một người biết nhìn xa trông rộng, anh yên tâm, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với anh đâu, những điều kiện phải đưa cho anh thì tôi nhất định sẽ đưa. Hứa Du thản nhiên cười, như thể hắn là một người vô cùng nhân từ và chính trực với Trần Tam. Sau khi nghe những lời của Hứa Du, khóe miệng Trần Tam khẽ co giật. Nói nghe hay lắm, nếu không phải là do cái mạng này của hắn bị uy hiếp thì cửa hàng này sao có thể rơi vào tay Hứa Du được. Càng huống hồ, những điều kiện mà Hứa Du đưa ra ít hơn nhiều so với những điều kiện đưa ra cho 7 cửa hàng còn lại. Chương 707, triệu tập. Thật ra Trần Tam cũng biết, được thế này đã là tốt lắm rồi, còn hơn kết cục chẳng còn gì cả. Mấy cửa hàng kinh doanh của Trần Tam đều rơi vào tay Hứa Du. 9 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương thì có đến 8 cửa hàng Hứa Du thu mua được, giờ chỉ còn sót lại một cửa hàng. Lúc Chu Dương và Thẩm Bích Quân nghe được tin này, thì cửa hàng của Trần Tam đã chuyển nhượng sang cho Hứa Du được 2 ngày rồi. Tại công ty Danh Dương, Chu Dương rất hiếm khi đến công ty. Lần trước, sau khi anh đến câu lạc bộ Silver Lake bàn chuyện với Trần Thế Hào, anh ở Vịnh Lục Cảnh ngồi chờ tin tức từ ông. Nhưng Chu Dương không ngờ, còn chưa nhận được tin gì từ Trần Thế Hào mà đã nghe thấy tin cửa hàng kinh doanh thứ 8 ở quận Phổ đã bị chuyển nhượng. Điều này khiến anh đứng ngồi không yên. Tính đến nay, người đứng sau kia đã thu mua được 8 cửa hàng rồi, chỉ còn sót lại một cửa hàng nữa. Nếu bọn anh không bắt đầu có biện pháp nào thì chắc chắn cửa hàng cuối cùng kia cũng sớm không chống đỡ nổi. Chuyện quan trọng hơn là, nếu bọn anh không làm gì cũng chẳng tỏ thái độ gì, công ty Danh Dương sẽ thành trò cười trong mắt thiên hạ. Nhất là những công ty hay cá nhân nào đó thù ghét công ty, họ chắc chắn càng khinh thường Danh Dương. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tương lai công ty ở Đông Hải, trên toàn quốc, thậm chí là cả thế giới. Anh có biện pháp nào không? Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Là chủ tịch công ty, nên áp lực Thẩm Bích Quân phải gánh chịu là nặng nề nhất. 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, có thể nói đó là sự bố trí quan trọng nhất của công ty. Một khi xảy ra vấn đề đều gây ra trở ngại không nhỏ cho sự phát triển của công ty sau này. Thế nên lúc này, không ít người tập trung quan sát vụ việc. Thậm chí, đến cả người trong nội bộ công ty cũng theo dõi sát sao tình hình ở quận Phổ Đà. Trong thời gian ngắn, 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, thì có tới 8 cửa hàng bị kẻ thù thu mua, thu hút cả sự chú ý của những lãnh đạo cấp cao. Mấy ngày liên tục, Thẩm Bích Quân nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại liên quan đến vấn đề này. Cô một mực trì hoãn, muốn mọi người không tập trung vào chuyện đó. Nhưng đến cả cửa hàng thứ 8 cũng bị rơi vào tay địch, thì cô biết, cô không che giấu được bao lâu nữa. Thậm chí rất nhanh thôi, mấy vị lãnh đạo cấp cao kia sẽ đồng loạt tới phòng làm việc của Thẩm Bích Quân. Bây giờ, cô chỉ có thể dựa vào Chu Dương. Chúng ta không thể giả bộ không biết chuyện gì nữa. Tôi thấy cũng đến lúc báo cáo lại cho mọi người trong công ty rồi, tránh tự nhiên tin tức truyền tới lại kéo theo những khủng hoảng không nhỏ. Chu Dương trầm tư nói, hai ngày hôm nay anh cũng không rảnh rỗi chút nào. Không chỉ ngồi đó chờ tin từ Trần Thế Hào, anh còn xem xét qua tất cả những cá nhân, gia tộc, thế lực thuộc diện tình nghi. Nhưng anh phát hiện, ở Đông Hải, dường như không có bất kỳ ai hay thế lực nào có thể thần không biết quỷ không hay, thu mua cả 9 cửa hàng kinh doanh. Cầm vài trăm triệu là chuyện không đơn giản, vốn lưu động nhiều như vậy, không có chuyện lại không gây xôn xao trên thị trường. Xem ra đối phương không hoàn toàn dùng tiền mặt. Nhưng trừ khi đối phương đã sớm chuẩn bị rất nhiều tiền mặt,
vì nếu bọn họ muốn rút ngân hàng thì cũng không thể không có động tĩnh gì. Mặt khác, chúng ta cũng không biết gì về người đứng đằng sau này, đó cũng là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Thế này đi, bây giờ thông báo cho các lãnh đạo, bảo họ tới công ty để báo cáo cho họ chuyện ở quận Phổ Đà. Chu Dương nhanh chóng đưa ra quyết định. Lúc này không thể giấu giếm được nữa. Họ có thể giấu được một lúc, chứ không thể giấu được cả đời. Đến khi họ không bao che được nữa, hoặc để cho những lãnh đạo tự mình biết được, kết cục e là sẽ đi theo hướng họ không ngờ tới. Nếu thật sự đến mức độ đó, thì mọi thứ đều vượt quá sự dự liệu của họ rồi. Điều này là bất lợi cho Chu Dương, Thẩm Bích Quân và cả công ty Danh Dương. Ừ, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ thông báo. Thẩm Bích Quân nghiêm túc gật đầu, sau đó gọi điện liên lạc đến từng quản lý cấp cao trong công ty. Để thể hiện tính nghiêm trọng của tình hình, cũng như phép lịch sự khi đối đãi các vị lãnh đạo cấp cao, Thẩm Bích Quân đích thân gọi điện. Chẳng mấy chốc cô đã gọi xong. Tôi đã liên lạc với tất cả lãnh đạo rồi, một tiếng nữa họp ở công ty. Thẩm Bích Quân nghiêm nghị nói, lúc này cô cũng gạt đi tính cách vô tư của mình trước mặt Chu Dương, trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng tôi thấy, những công ty khác cũng đang đổ dồn sự chú ý vào việc này. Liệu họ có phải vật cản đường không? Thẩm Bích Quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hơn nữa việc này lập tức xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không gạt bỏ đi được, tâm trí vô cùng lo lắng. Không sai, những công ty thù địch có thể sẽ tập trung vào công ty Danh Dương, đợi chúng ta sai sót, hoặc có nguy cơ nào xuất hiện, là sẽ đâm sau lưng chúng ta một nhát. Chuyện này rất đơn giản với bọn họ. Chu Dương cũng bắt đầu im lặng suy nghĩ. Nhưng nhất thời, anh cũng không có cách nào tốt hơn. Nếu chỉ là nội bộ công ty Danh Dương, anh có thể dùng thân phận của mình hòa giải được. Kể cả là công ty thành viên của Hiệp hội Mỹ phẩm, anh cũng làm được chuyện đó. Nhưng những công ty có thù oán với công ty Danh Dương đều không phải thành viên của Hiệp hội, nên anh không có cách nào trói buộc bọn họ. Nên bây giờ chúng ta cần nhanh chóng điều tra chuyện này rõ ràng, giải quyết xong xuôi thì mới ngăn bọn họ ra tay được. Chu Dương nghiêm túc nói. Thời gian chờ đợi rất dài, mà tình hình bên ngoài thì không rõ ra sao. Chu Dương và Thẩm Bích Quân không biết khi nào những người kia lại hành động, thu mua nốt cửa hàng cuối cùng, rồi phá hỏng bố trí của công ty Danh Dương tại quận Phổ Đà. Từng giây từng phút trôi đi, chớp mắt đã hết một tiếng. Các quản lý cấp cao của công ty lần lượt tới Danh Dương. Thẩm Tổng, Chu Tổng, mọi người đến đông đủ rồi. Đến cả Diệp Sở Thiến cũng bị Chu Dương gọi tới nhờ trợ giúp một số công việc. Xác định các quản lý cấp cao ở Đông Hải tập trung đủ, cô mới hạ giọng nói. Lúc này nhìn thấy rất nhiều lãnh đạo tụ tập ở công ty để họp, rồi nghĩ đến giọng điệu nghiêm nghị của Chu Dương khi anh gọi mình vừa rồi, dù có ngu ngốc cô cũng nhận ra dường như công ty xảy ra vấn đề rất lớn. Chương 708, bàn bạc. Vấn đề lớn này nghiêm trọng đến mức Chu Dương và Thẩm Bích Quân không có cách giải quyết nào, buộc phải thông báo đến lãnh đạo để mọi người cùng hợp sức bàn mưu. Nghĩ đến đây, Diệp Sở Thiến cũng trở nên tập trung hơn, không nói gì thêm. Cả phòng họp bỗng trở nên yên lặng, bầu không khí càng thêm nặng nề. Những vị lãnh đạo tới đây, nhìn nhau một cái, không ai biết tại sao Thẩm Bích Quân lại đột ngột gọi bọn họ tới công ty. Hơn nữa, một lúc lại gọi nhiều người như này. Có người cố ý đếm thử thì thấy số lượng lãnh đạo trong phòng họp chiếm đến tận 70% số lãnh đạo tại công ty. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Nhất là Bích Quân trước đó đích thân gọi điện thoại thông báo cho bọn họ, giọng điệu cô vô cùng nghiêm túc, nên ai cũng ý thức được có chuyện gì đó đang xảy ra. Bầu không khí trong phòng làm việc cực kỳ căng thẳng, không ai dám mở miệng nói trước. Thẩm Tổng, xảy ra chuyện gì sao? Tổng Giám đốc Bộ phận Thương mại Từ Phàm thận trọng lên tiếng. Vụ việc Phó Tổng Cố Minh lúc trước, dù Chu Dương không bàn tán gì trong công ty, nhưng Từ Phàm cấp trên của Cố Minh vẫn biết được nội tình. Đợt trước Cố Minh đến nhà Từ Phàm, muốn nhờ hắn nói đỡ vài lời trước mặt Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Cũng chính khi đó, Từ Phàm mới biết Cố Minh đắc tội với Chu Dương. Phải biết là chức vụ của Chu Dương trong nội bộ Danh Dương không thua kém gì Thẩm Bích Quân. Đắc tội với Chu Dương, chính là đắc tội với Thẩm Bích Quân. Đắc tội với hai cổ đông lớn nhất nhì công ty, nên Từ Phàm không dám nhận lời giúp đỡ Cố Minh. Mà hôm nay lúc Thẩm Bích Quân gọi điện thoại tới, hắn đã đứng ngồi không yên rồi. Hắn tưởng Thẩm Bích Quân muốn truy cứu trách nhiệm của hắn Tổng Giám đốc Bộ phận Thương mại về vụ của Cố Minh. Nhưng trong điện thoại cô không nói gì nhiều, chỉ bảo hắn trong một tiếng phải có mặt ở công ty. Từ Phàm ôm nỗi thấp thỏm nhanh chóng tới công ty.
Khi hắn thấy không ít các quản lý cấp cao trong công ty cùng lúc tới, tim hắn treo ngược lên tận cổ họng. Các lãnh đạo đều đến đây, chẳng lẽ là để mở cuộc họp khiển trách hắn? Tinh thần hắn vô cùng thấp thỏm, lúc này thấy không ai lên tiếng thì hắn đánh cược may rủi, chủ động đứng dậy đặt câu hỏi đầu tiên. Thời gian dài như vậy, Từ Phàm cũng nghĩ ra được lý do biện hộ. Nếu Thẩm Bích Quân muốn chất vấn hắn chuyện liên quan đến Cố Minh, Từ Phàm sẽ nói là do Cố Minh lợi dụng chức quyền, lấy việc công làm chuyện tư, còn hắn không biết gì. Còn nếu cô không hỏi hắn chuyện đó, hắn sẽ vui vẻ, không tự mình mang chuyện ra bàn. Lúc Từ Phàm nói, ánh nhìn của các lãnh đạo khác đều đổ dồn về phía Thẩm Bích Quân. Đột nhiên bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Cứ như bão tố sắp ập đến vậy, khiến người ta không thở nổi. Ừ, gọi mọi người tới đây, đúng là vì xảy ra một số chuyện, phải để mọi người cùng bàn bạc mới giải quyết được. Thẩm Bích Quân gật đầu, trầm giọng nói. Lời vừa dứt, khuôn mặt ai cũng cứng đờ lại. Nhất là Từ Phàm, chấn động mạnh đến mức trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cả lại. Hắn nhìn Thẩm Bích Quân, môi mấp máy muốn chủ động đổ dồn trách nhiệm lên Cố Minh trước khi cô trách móc hắn. Nhưng cuối cùng Từ Phàm lại không dám mở miệng. Thẩm Bích Quân nhìn mọi người một lượt, thu gọn biểu cảm bọn họ vào tầm mắt. Cô khẽ gật đầu, khá hài lòng với phản ứng của mọi người. Nhưng thái độ của Từ Phàm ngồi một bên lại hơi kích động quá, khiến cô không khỏi để ý. Ánh mắt cô làm Từ Phàm thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đất. Là tổng giám đốc bộ phận thương mại, đến cấp dưới của hắn còn trục lợi được mấy triệu từ Trương Dũng, nói gì đến người đứng đầu như hắn. Nhiều năm như thế hắn cũng tham nhũng được không ít tiền. Nên nếu hành động của hắn bị Thẩm Bích Quân biết được, kết cục chắc chắn không tốt chút nào. Mà bây giờ trong bao lãnh đạo, cô lại nhìn hắn chằm chằm. Đây là ý gì? Đây là tín hiệu gì? Không được, nếu nhất quyết không nhận, công ty sẽ điều tra ra, chi bằng tự thừa nhận tội lỗi. Như vậy công ty sẽ nhìn vào sự chăm chỉ mà chừa cho mình đường lui, không truy cứu trách nhiệm của mình nữa. Trong lòng quyết định như vậy, hai chân Từ Phàm run rẩy định đứng dậy thú nhận hành vi tham nhũng của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng, Thẩm Bích Quân đã nói tiếp. Có thể vài người đã biết tin, trong 9 cửa hàng bố trí tại quận Phổ Đà của công ty chúng ta, đến nay bị một thế lực không rõ nào đó thu mua 8 cửa hàng. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cửa hàng đang cố gắng duy trì tại quận Phổ Đà. Thẩm Bích Quân trầm giọng đi vào vấn đề. Hơn nữa, cửa hàng duy nhất này, bao giờ bị đối phương cướp đi, chúng ta cũng không biết. Giọng cô thấp dần xuống, phòng họp nhất thời trở nên ồn ào. Việc bố trí 9 cửa hàng ở quận Phổ Đà của công ty Danh Dương có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 9 cửa hàng kinh doanh kia, thể hiện cho việc công ty Danh Dương có thể từ Đông Hải mở rộng ra toàn quốc, rồi đến thị trường thế giới. Vậy mà bây giờ không rõ tại sao có kẻ âm thầm cướp 8 cửa hàng. Giờ chỉ còn lại duy nhất một cửa hàng. Hơn nữa kẻ thù thích rình rập trong bóng tối, cửa hàng còn sót lại kia rồi cũng sẽ bị cướp nốt đi. Như vậy toàn bộ bố trí của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà, thất bại chỉ trong gang tấc. Chẳng khác gì đánh một đòn vào việc mở rộng thị trường ra toàn quốc, ra thế giới của công ty. Điều này sao có thể, tôi trước giờ chưa từng nghe qua. Đúng vậy, Thẩm Tổng, tin này có đáng tin không vậy? Các vị, thật ra trước đây tôi cũng nhận được vài thông tin, nhưng chưa dám xác nhận. Bây giờ Thẩm Tổng nói ra rồi, thì nhất định là thật, hơn nữa, tình hình đang nguy cấp lắm rồi. Từ Phàm, anh là Tổng Giám đốc Bộ phận Thương mại, chuyện này do anh quản lý, anh có tin tức gì không? Đông đảo các lãnh đạo bàn tán sôi nổi, cùng trao mày suy nghĩ. Tin tức Thẩm Bích Quân nói ra quá đột ngột khiến bọn họ không kịp phản ứng gì. Vài người trước đó cũng nghe được vài thông tin. Trong lòng có thể có sự chuẩn bị trước, vậy mà giờ nghe sự xác nhận của cô, tâm trí vẫn vô cùng chấn động. Chuyện về cửa hàng kinh doanh, trách nhiệm thuộc về bộ phận thương mại. Ánh mắt của một lãnh đạo nhìn về phía Từ Phàm, sau đó những người khác cũng liên tiếp đổ dồn sự chú ý lên hắn. Chương 709, gây khó dễ. Với tư cách là Tổng Giám đốc Bộ phận Thương mại, Từ Phàm nên biết nhiều tin tức, thậm chí, những chuyện Thẩm Bích Quân nói phải do Từ Phàm thông báo cho cô ấy mới đúng. Mà Từ Phàm bây giờ thật sự sững sờ, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, bỗng nhiên chân tay hơi luống cuống. Vừa nãy hắn còn đang nghĩ, nếu Thẩm Bích Quân chất vấn mình, thì mình trực tiếp thừa nhận là xong, như vậy may ra cô ấy có thể tha bổng cho mình, bản thân mới có con đường sống. Tuy nhiên, Từ Phàm không ngờ rằng, lúc hắn đã sẵn sàng chủ động đứng lên thừa nhận,
những gì Thẩm Bích Quân nói lại không phải là chuyện của hắn. Lúc đó, Từ Phàm cảm thấy bản thân mình như vừa trèo một phát từ dưới địa ngục lên thiên đường, trong lòng đột nhiên trải qua một cơn hồi hộp như sống sót sau tai nạn. Từ Phàm vốn dĩ không quan tâm đến chuyện 8 trong số 9 cửa hàng ở quận Phổ Đà gì đó bị người ta đoạt lấy mà Thẩm Bích Quân vừa nói. So với tiền đồ của bản thân, những thứ này có là gì, không đáng đề cập đến. Tuy nhiên, Từ Phàm chưa kịp vui mừng, liền có người lôi kéo sự chú ý của mọi người vào hắn một lần nữa. Thấy ánh mắt của mọi người hướng về mình, Từ Phàm sững sờ tại chỗ. Bây giờ hắn đột nhiên nhớ ra, chuyện mà Thẩm Bích Quân vừa nói có liên quan trực tiếp đến bộ phận thương mại. Trong số 9 cửa hàng ở quận Phổ Đà, đã có 8 cửa hàng bị người khác cướp mất. Từ Phàm nhớ lại lời của Thẩm Bích Quân, trong lòng càng hoảng sợ. Vừa nãy hắn cho rằng những lời của Thẩm Bích Quân căn bản không là gì, chỉ cần không có liên quan đến mình là được. Nhưng bây giờ xem ra đâu phải là không liên quan, rõ ràng là rất mật thiết. 9 cửa hàng đó ở quận Phổ Đà có vị trí gì chứ? Đó chính là nơi quan trọng hàng đầu trong toàn bộ tình hình chung của công ty Danh Dương, tuyệt đối không được phép sai sót. Chuyện đó liên quan chặt chẽ tới kế hoạch lâu dài của công ty Danh Dương tạo chỗ đứng ở Đông Hải, mở rộng toàn bộ thị trường trong nước, cuối cùng tiến quân vào thị trường quốc tế. Lúc này, Từ Phàm căn bản không dám tin vào tai của mình, hắn đã nghe thấy những gì. Thẩm Bích Quân đường đường là chủ tịch của công ty nói rằng, 8 trong số 9 cửa hàng đó đã bị người ta giành lấy. Mà một tổng giám đốc của bộ phận thương mại như hắn lại không hề biết chuyện này, bây giờ, còn là lần đầu tiên hắn nghe thấy tin tức như vậy. Nếu như không phải Thẩm Bích Quân triệu tập nhiều quản lý cấp cao để thảo luận vấn đề, Từ Phàm vốn dĩ không biết sự việc này. Từ Phàm ngỡ ngàng, hắn muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng nói lại không biết phải nói gì. Hắn có thể nói gì chứ? Hắn căn bản không hề biết toàn bộ tình hình. Vừa nãy lúc Thẩm Bích Quân giải thích tình hình, hắn hoàn toàn không chú ý lắng nghe. Bỗng nhiên, Từ Phàm cảm thấy cuống họng khô khan, giống như có lửa đốt hừng hực ở bên trong. Từng ánh mắt dò hỏi khiến Từ Phàm cảm thấy mình như đang đứng trong đống lửa, bị ngọn lửa thiêu đốt, mồ hôi ướt đẫm lưng, sắc mặt tái nhợt, cơ thể khẽ run lên bần bật. Từ Phàm, anh sao vậy? Dường như nhận ra Từ Phàm có gì đó bất thường, có người khẽ hỏi. Chỉ hỏi hắn một chút tình hình thôi, sao lại giống như đổ bệnh nặng, cứ như sắp chết đến nơi vậy. Đúng vậy, Từ Phàm, anh không sao chứ? Đúng vậy, trước đây thấy anh cũng bình thường mà, chúng tôi chỉ hỏi thăm tình hình thôi, anh mau nói đi, nếu không, để những người đó đạt được mục đích thì chúng ta có thể thất bại hoàn toàn trong việc bố trí ở quận Phổ Đà. Phải đó, Từ Phàm, đừng kéo dài trì hoãn nữa, mau nói đi. Mọi người hối thúc không ngừng. Bây giờ, cho dù Từ Phàm là tổng giám đốc của bộ phận thương mại, một trong những quản lý cấp cao của công ty Danh Dương, cho dù nhìn hắn giống như bị bệnh nặng, sắp chết đến nơi. Nhưng đối mặt với toàn bộ lợi ích trước mắt của công ty Danh Dương, những điều đó căn bản chẳng là gì cả. Chỉ cần Từ Phàm giải thích cho mọi người tình hình hắn biết, cho dù có bị bệnh nặng, hay sắp chết, công ty cũng sẽ có cơ chế bảo vệ thích hợp, không để Từ Phàm có quá nhiều lo lắng về sau. Từ Phàm. Thẩm Bích Quân cũng nhìn Từ Phàm. Với tư cách là người đứng đầu của bộ phận thương mại, có lẽ hắn phải hiểu rất rõ tình hình tất cả cửa hàng ở trong thành phố Đông Hải, dù sao đó cũng là chức trách của hắn. Nhưng bây giờ, lúc các quản lý cấp cao khác chất vấn, Từ Phàm lại không nói được gì, hơn nữa còn có thái độ kỳ lạ. Điều này không khỏi khiến Thẩm Bích Quân kinh ngạc. Phải biết rằng, trước đây Thẩm Bích Quân từng nói với Chu Dương, quản lý cấp cao của công ty có lẽ đã biết một số tình hình, quản lý cấp cao của công ty nói ở đây đang ám chỉ Từ Phàm. Bây giờ xem ra, Từ Phàm không hề biết. Thẩm Tổng, tôi không rõ lắm, chuyện này, tôi. Từ Phàm úp úp mở mở, phát hiện mình căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể nói sự thật. Trong chốc lát, toàn bộ phòng làm việc đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Từ Phàm với ánh mắt kinh ngạc. Đùa gì vậy? Từ Phàm đường đường là tổng giám đốc của bộ phận thương mại, mà ngay cả tin tức như vậy cũng không biết. Phải biết rằng, đây chính là chức trách công việc của hắn. Từ Phàm, anh không biết gì sao? Đùa kiểu gì vậy? Đúng vậy, Từ Phàm, đây là chức trách của anh, bây giờ anh lại nói với chúng tôi anh không biết. Từ Phàm, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Tôi thấy hay là anh đừng làm chức vụ tổng giám đốc của bộ phận thương mại nữa. Khi mọi người định thần lại, đột nhiên nổi giận, lần lượt chỉ trích Từ Phàm. Tình hình trước mắt đối với mọi người mà nói,
có thể là một thách thức rất lớn và là áp lực nghiêm trọng. Nếu như bọn họ xử lý tốt, lần này công ty Danh Dương không chỉ bước qua được nguy hiểm, mà còn có thể tiến thêm một bước. Tuy nhiên, nếu như xử lý không tốt, để đối phương chiếm được cửa hàng còn lại của quận Phổ Đà, vậy thì công ty Danh Dương rất khó gia nhập thị trường ở quận Phổ Đà lần nữa. Điều này là một trở ngại rất lớn đối với sự phát triển sau này của công ty Danh Dương. Còn bây giờ, Từ Phàm trở thành cái lỗ thoát nước để mọi người giải tỏa áp lực. Sắc mặt Từ Phàm chuyển từ trắng sang đỏ, xấu hổ ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tức giận. Hắn đường đường là tổng giám đốc của bộ phận thương mại, sao có thể nắm rõ tất cả mọi tình hình ở mỗi cửa hàng được. Đây chẳng phải là việc mà cấp dưới phải làm sao, xảy ra vấn đề, hắn mới ra mặt. Từ Phàm biết, lúc này bản thân không thể lên tiếng phản kháng, bằng không, chắc chắn sẽ có người nắm được thóp không chịu buông, nhất định sẽ kéo theo nhiều vấn đề hơn nữa. Đến lúc đó, Từ Phàm mới thực sự không còn đường lui. Thẩm Tổng, nếu Từ Phàm không biết, tôi thấy cứ cách chức Tổng Giám đốc bộ phận thương mại của anh ta đi, anh ta không còn thích hợp vị trí đó nữa rồi. Đột nhiên, một phó chủ tịch thường vụ của công ty lạnh lùng nói. Vị phó chủ tịch thường vụ này mới vào công ty nửa năm trước. Nói chính xác hơn, người này là do Thẩm Bích Quân đích thân tuyển vào. Thường Hạo tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng ở nước M, làm việc tại nước M 10 năm, vừa về nước, có kinh nghiệm phong phú trong ngành mỹ phẩm. Vì mối bất hòa với chủ tịch công ty cũ, nên hắn bỏ đi trong sự tức giận. Sau đó mới được Thẩm Bích Quân đưa về công ty. Chương 710, Thường Hạo. Mà trong nửa năm nay, lúc Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều không có mặt, Thường Hạo thật sự làm rất tốt. Doanh thu của công ty Danh Dương ở Đông Hải không những tăng trưởng ổn định, hơn nữa, còn mở thêm nhiều cửa hàng kinh doanh mới. Trước mắt, cửa hàng của công ty Danh Dương gần như đã có mặt khắp thành phố Đông Hải. Thế nhưng, cho dù như vậy, cho đến nay công ty Danh Dương cũng chỉ có 9 cửa hàng ở quận Phổ Đà. Hay rồi, bây giờ chỉ còn một cửa hàng. Câu nói của Thường Hạo đột nhiên khơi dậy sự đồng tình của nhiều người. Đúng vậy, Thẩm Tổng, chuyện này Từ Phàm không biết. Chuyện kia cũng không biết, vốn dĩ không xứng đáng để tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Bộ phận Thương mại. Thẩm Tổng, hay là đổi người đi, bằng không, chúng ta sẽ có rất nhiều khó khăn vì nguy cơ lần này. Thẩm Bích Quân yên lặng lắng nghe, liếc nhìn Thường Hạo, khi thấy ánh mắt sáng bừng của hắn, trong lòng khẽ thở dài. Thật ra Thẩm Bích Quân cũng không oán trách Từ Phàm nhiều lắm. Nhưng với tình hình hiện tại, tất cả đều vì hắn không làm tốt công việc của mình, hơn nữa. Có Thường Hạo đi đầu, nhiều quản lý cấp cao khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Dường như, cách chức Từ Phàm đã trở thành điều chắc như đinh đóng cột. Sắc mặt Từ Phàm bỗng tái nhợt, bất lực nhìn Thẩm Bích Quân. Từ lúc Thường Hạo mở lời, Từ Phàm đã biết, toàn bộ vận mệnh của mình đều nằm trong tay một mình Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân là chủ tịch, nắm trong tay cổ phần lớn nhất của công ty, lời của cô ấy có uy quyền tuyệt đối. Ngay cả Thường Hạo cũng không thể đối đầu với Thẩm Bích Quân. Thế nhưng, Từ Phàm đã phải thất vọng. Hắn không hề nhìn thấy ý định giữ hắn lại từ ánh mắt của Thẩm Bích Quân, trong đó chỉ có sự lạnh lẽo vô tận. Hình như Thẩm Bích Quân căn bản không quan tâm chuyện đi hay ở của hắn, giống như trong công ty Danh Dương, Từ Phàm có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Từ Phàm, anh tạm nghỉ ngơi một thời gian đi. Thẩm Bích Quân chậm rãi nói, cuối cùng cũng đưa ra quyết định xử lý Từ Phàm. Trên thực tế, tuy Thẩm Bích Quân chỉ nói Từ Phàm về nghỉ ngơi một thời gian, nhưng người khác đều biết, nghỉ ngơi ở đây chính là cả đời không thể quay lại được nữa. Nghe thấy kết quả xử lý của Thẩm Bích Quân, Thường Hạo và nhiều quản lý cấp cao đều gật đầu hài lòng. Nước da của Từ Phàm đột nhiên tái mét, cúi đầu, hoàn toàn không dám nói gì. Chu Dương đều nhìn thấy tất cả mọi chuyện trước mắt. Anh khẽ cau mày, cảm thấy lúc này Thẩm Bích Quân xử lý như vậy không hay lắm. Nhưng anh vẫn im lặng không nói gì. Một mặt, kết quả xử lý này là do Thường Hạo đề xuất, mà Chu Dương vẫn rất xem trọng Thường Hạo. Trước đây Chu Dương cũng từng hỏi Trần Thế Hào một số tình hình có liên quan đến Thường Hạo, Trần Thế Hào dành sự đánh giá rất cao cho Thường Hạo. Mặt khác, nếu Thẩm Bích Quân đã nói ra, mà Chu Dương lại ngắt lời Thẩm Bích Quân, phản bác lại lời của cô ấy, thì đó sẽ là một đả kích rất lớn vào uy tín của Thẩm Bích Quân. Được rồi, Từ Phàm, anh có thể về trước. Thẩm Bích Quân trầm giọng nói, bảo Từ Phàm rời khỏi phòng làm việc, ra khỏi công ty. Dù sao, tiếp theo mọi người còn phải cùng nhau thảo luận nên giải quyết chuyện trước mắt như thế nào, còn Từ Phàm hiển nhiên không thích hợp để tiếp tục nghe nữa.
Tự Phàm chán nản đứng lên, liếc nhìn mọi người, trầm lặng không nói, đi thẳng khỏi phòng làm việc. Tự Phàm đứng trước cổng lớn, quay đầu nhìn lại tòa nhà công ty, sắc mặt không còn tái nhợt, cũng không còn lo âu. Trái lại, trên mặt Tự Phàm tràn đầy sự u ám và hung tợn, trong đôi mắt hiện lên sự hận thù. Đều là do các người ép tôi, sau này đừng trách tôi. Tự Phàm lạnh lùng vứt lại một câu, rồi đi thẳng. Không một ai quan tâm Tự Phàm rời công ty sẽ đi đâu, trước mắt, mọi người đang thảo luận đối sách trong phòng làm việc. Đối phương ra tay quá đột ngột, hơn nữa tốc độ thật sự rất nhanh. Ngay cả Chu Dương và Thẩm Bích Quân cũng mới biết tình hình hai ngày nay. Chưa kể, Chu Dương và Thẩm Bích Quân còn giấu nhiều quản lý cấp cao trong vài ngày. Bây giờ đột nhiên nghe Thẩm Bích Quân nói như vậy, mọi người đương nhiên cần chút thời gian suy nghĩ. Thẩm Bích Quân cũng không ép mọi người, cô để cho mọi người một khoảng thời gian để suy nghĩ. Bất luận thế nào, nếu hôm nay đã triệu tập mọi người đến đây, thì nhất định phải đưa ra một phương án giải quyết. Bằng không, sẽ không ai biết khi nào đối phương sẽ giành lấy cửa hàng cuối cùng. Từng phút từng giây trôi qua, tất cả quản lý cấp cao đều đang trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng thảo luận với nhau một hai câu. Thường Hạo nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy vấn đề này khá nan giải. Điều quan trọng nhất là vừa nghe Thẩm Bích Quân nói như vậy, hắn cũng không hề biết thông tin gì của người đứng sau vụ này. Phải biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng. Thế nhưng bây giờ, Thường Hạo cũng không biết đối phương rốt cuộc có xuất thân ra sao, dùng thủ đoạn gì để giành lấy 8 cửa hàng kia, làm sao có thể nghĩ ra kế sách đối phó chỉ trong thời gian ngắn đây. Thường Hạo đã như vậy, càng đừng nhắc đến các quản lý cấp cao khác. Bây giờ, ánh mắt của mọi người đều hoang mang, căn bản không biết nên ra tay từ đâu. Thẩm Tổng, bây giờ chúng ta không có thông tin gì của đối phương, cứ thế này, vốn dĩ không biết phải hành động từ đâu. Có người thở dài nói, nhìn sang Thẩm Bích Quân một cách bất lực. Đúng vậy, bây giờ kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, tình hình rất bất lợi với chúng ta. Chúng ta không hề có một chút thông tin nào về đối phương, phải làm thế nào mới được đây? Đúng vậy. Thẩm Tổng, cô nói đi, suy cho cùng, chuyện chúng tôi biết chắc chắn cũng không nhiều hơn cô. Mọi người lần lượt nói, giọng điệu trầm xuống. Điều này khiến cho bầu không khí trong phòng làm việc càng thêm nặng nề. Thẩm Bích Quân nhìn bộ dạng chán nản của mọi người, trong lòng cũng rất lo lắng. Nhưng mọi người nói đúng, tình hình bây giờ chính là địch trong tối, mình ngoài sáng, bọn họ cơ bản không biết đối phương là ai, lúc nào sẽ hành động và hành động như thế nào. Không biết Chu Tổng có tin tức gì chưa? Còn trong lúc này, Thường Hạo đột nhiên mở lời. Mọi người kinh ngạc, tất cả đều rất tín nhiệm năng lực của Thường Hạo. Một khi nghe Thường Hạo nói, họ còn tưởng rằng hắn có ý kiến gì đó, hoặc có thể tìm thấy cách ứng phó. Thế nhưng, tất cả họ đều không ngờ rằng, Thường Hạo vừa mở lời lại trực tiếp nhắc đến Chu Dương. Mọi người kinh ngạc, cũng lần lượt nhìn sang Chu Dương. Thật sự, mọi người đang ngồi ở đây hầu như không ai là không biết năng lực của Chu Dương. Trong mắt họ, Chu Dương là một người rất thần bí. Chu Dương không những là cổ đông lớn thứ hai của công ty, người phụ trách của dự án Tân Chu và dự án hoạt chất làm trắng da, mà hình như còn là người có năng lực lớn ở Đông Hải. Nghe Thường Hạo nhắc đến, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, nói không chừng dựa vào năng lực của Chu Dương, có thể có được nhiều tin tức mà mọi người không biết. Chu Dương nhìn thấy ánh mắt của mọi người, liền trở nên trầm mặc. Anh hơi bất ngờ, không biết Thường Hạo nhắc đến mình, là cố ý hay là vô tình, có lẽ hắn thật sự tưởng rằng anh biết những chuyện mà người khác không biết. Thế nhưng, bây giờ Chu Dương cũng không biết nói gì. Chương 711, phương án của Thường Hạo 1. Tin tức mà Chu Dương biết, Thẩm Bích Quân cũng biết. Mà vừa nãy, Thẩm Bích Quân cũng đã nói sơ lược tình hình với mọi người. Đương nhiên Chu Dương cũng không có gì để nói nữa. Nhưng sự im lặng của Chu Dương lại khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Từ góc nhìn của bọn họ, Chu Dương không chỉ là người có quyền cao chức trọng của nội bộ công ty Danh Dương, cả ngày đều ở cùng Thẩm Bích Quân, mỗi lời nói mỗi hành động đều tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đối với công ty. Huống hồ Chu Dương còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở Đông Hải. Chuyện này, bất kể có thế nào Chu Dương cũng nên biết một chút nội tình mới phải. Bây giờ mọi người đều chờ đợi tin tức của Chu Dương, mà anh lại yên lặng không lên tiếng. Đây là ý gì? Ánh mắt mọi người dần trở nên hoài nghi, sự bất mãn đối với Chu Dương cũng dần xuất hiện. Tuy nhiên, vì uy tín của Chu Dương ở nội bộ công ty khá cao, chưa có ai dám đứng ra chỉ trích anh.
Chu Tổng, tôi tin rằng anh biết một chút thông tin, nếu anh biết thì nhất định phải nói với chúng tôi, nếu không chúng tôi căn bản không có bất kỳ cách nào để phòng bị đối phương. Thường Hạo trầm giọng nói, từng câu từng chữ toàn bộ đều ám chỉ Chu Dương. Cứ như là chỉ cần Chu Dương không nói ra thông tin, thì đối phương sẽ lập tức đoạt lấy cửa hàng kinh doanh cuối cùng, mà công ty Danh Dương cũng sẽ vì vậy mà đóng cửa phá sản. Nhất thời tiêu điểm của mọi người toàn bộ đều tập trung trên người Chu Dương. Mọi người muốn làm gì? Thường Hạo, điều Chu Dương biết cũng giống như tôi, mà vừa nãy tôi đã nói tình hình rồi, anh ấy không biết chuyện gì khác. Thẩm Bích Quân thấy nhiều người đều liếc nhìn Chu Dương, tình huống vô cùng không lạc quan đối với Chu Dương, lập tức cảm thấy bất mãn, cô lạnh lùng nói với Thường Hạo. Cô không biết tại sao Thường Hạo phải khơi gợi đề tài này, dẫn dắt sự chú ý của mọi người vào Chu Dương. Nhưng có Thẩm Bích Quân ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để Chu Dương phải chịu tai bay vạ gió. Huống hồ, trước đây Chu Dương cũng từng nói, anh không có bất kỳ tin tức nào khác, Thẩm Bích Quân tin tưởng Chu Dương. Thẩm Tổng, tôi cũng chỉ quan tâm tình hình của công ty, tình hình bên phía quận Phổ Đà đã vô cùng nguy cấp rồi, nếu chúng ta còn không biết một chút tin tức nào của đối phương, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Thường Hạo lời lẽ ngay thẳng. Đúng vậy, Thẩm Tổng, tình hình bây giờ gấp rút như vậy. Nếu có ai biết tin tức lại không nói ra, vậy chúng ta cũng không có cách nào để giải quyết chuyện này, lẽ nào chúng ta phải nhìn cửa hàng kinh doanh cuối cùng của quận Phổ Đà rơi vào tay kẻ thù sao? Đúng đó, Thẩm Tổng, lần này Chu Tổng quả thật là hơi quá đáng, rõ ràng biết nội tình nhưng lại không chịu nói ra, anh ấy có xem công ty Danh Dương là nhà của mình không? Có Thường Hạo dẫn đầu, gan của mọi người dường như cũng to lên một chút, bắt đầu quở trách Chu Dương. Chu Dương lặng yên nhìn bọn họ. Nhất là những người cùng Thường Hạo chỉ trích mình, đặt tất cả tiêu điểm lên người anh. Ấn tượng của Chu Dương với bọn họ vô cùng mơ hồ, trong lòng lập tức đã có phán đoán. Đám người này đều là những người mới vào công ty Danh Dương trong khoảng thời gian gần đây. Thậm chí, rất nhiều người đều là nửa năm gần đây mới vào công ty Danh Dương. Còn về nguyên do, Chu Dương cũng có thể hiểu. Thẩm Bích Quân mời Thường Hạo về làm việc, để hắn đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường vụ. Đương nhiên sẽ cho hắn quyền hạn không nhỏ. Mà việc bổ nhiệm chức vụ cho một vài giám đốc bộ phận dường như cũng là trong quyền hạn của hắn. Chu Dương không có ấn tượng sâu sắc lắm với những người vừa lên tiếng chỉ trích anh lúc nãy, bọn họ đều là người mới vào công ty khoảng thời gian gần đây, cũng là do Trương Hạo bổ nhiệm chức vụ cho bọn họ. Nếu như vậy, bọn họ đứng về phía Thường Hạo cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Chu Dương vẫn phát hiện một vài điều sâu xa khác lạ trong đó. Chu Dương trước nay đều kính trọng Thường Hạo. Thậm chí lúc đầu Thẩm Bích Quân muốn mời Thường Hạo về làm việc, anh cũng vô cùng tán thành. Có thể nói, nếu ban đầu Thẩm Bích Quân tìm đến Thường Hạo, mà Chu Dương không bằng lòng, thì Thẩm Bích Quân cũng sẽ không tiếp tục mời Thường Hạo về làm việc, đồng nghĩa với việc Thường Hạo đương nhiên cũng không thể vào được công ty Danh Dương. Vì vậy, Chu Dương tự nghĩ, giữa mình và Thường Hạo, chưa từng có bất kỳ ân oán gì, thậm chí số lần cả hai gặp mặt, có thể còn chưa tới 5 lần. Tôi quả thật không biết tin tức nào khác, nhưng tôi đã cho người đi điều tra, nếu có kết quả, đương nhiên tôi sẽ nói với mọi người trước tiên. Chu Dương lạnh lùng nói. Bên phía Trần Thế Hào đã phái người đi điều tra những người kia, dưới tình hình thông thường có lẽ thời gian một ngày sẽ có kết quả, ít nhất cũng sẽ tra rõ một vài thông tin cơ bản của đối phương. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, bên kia vẫn không có chút tin tức gì. Trong đó có 2 khả năng. Một là Trần Thế Hào không xem trọng chuyện này. Người được phái đi điều tra cũng không làm hết sức, căn bản không chú tâm điều tra, đương nhiên sẽ không có kết quả. Khả năng khác, chính là lai lịch của đối phương thần bí khó lường, ngay cả người Trần Thế Hảo phái đi, trong một thời gian ngắn cũng khó mà tra ra được thông tin hữu ích. Dưới 2 tình huống này, đương nhiên Chu Dương chọn tin tưởng tình huống thứ 2. Chu Dương nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của những người khác. Dù sao anh cũng đã làm hết khả năng của mình, còn về phản ứng của người khác. Với Chu Dương mà nói, căn bản không quan trọng. Sắc mặt Thường Hạo bình thường, hắn không phản bác lời nói của Chu Dương, chỉ hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, coi như tỏ ý đã biết rồi. Có điều, trước khi tin tức xác thực, tôi có một phương án đơn giản, có thể giúp chúng ta ứng phó với những diễn biến xảy ra tiếp theo. Thường Hạo nhấc gọng kính vàng, khẽ cười nói, trong giọng điệu tràn đầy sự tự tin. Câu nói này đương nhiên cũng khiến người khác nhìn hắn với cặp mắt khác. Ánh mắt nhìn Thường Hạo càng thêm ngưỡng mộ. Mọi người khâm phục người có bản lĩnh, dưới tình hình mọi người đều không có cách gì hay ho,
mà Thường Hạo có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra phương án đối phó, có thể nói là vô cùng lợi hại. Cho dù phương án này như lời Thường Hạo nói, chỉ là một phương án đơn giản, nhưng cũng có thể có hiệu quả chỉ dẫn nhất định cho công việc hiện tại của mọi người. Thường Tổng thật lợi hại. Đúng đó, đi theo Thường Tổng nhất định sẽ không sai lầm. Thường Tổng, anh đừng vòng vo nữa, mau nói đi, thời gian không đợi người đâu. Mọi người cười nhốn nháo, bầu không khí của cả văn phòng cũng lập tức dịu đi không ít, không còn ngột ngạt áp lực như trước nữa. Thật ra phương án này thật sự rất đơn giản, bây giờ địch ở trong tối, ta ngoài sáng, đây là sự thật, đây là bất lợi của chúng ta nhưng cũng là ưu thế của chúng ta. Thường Hạo nhìn quanh mọi người một vòng, thấy ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người mình, hắn liền gật đầu hài lòng. Bất lợi là cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà của chúng ta chỉ còn lại một cái cuối cùng, mà chúng ta cũng không biết lúc nào kẻ thù sẽ ra tay với cửa hàng kinh doanh cuối cùng này, thậm chí có thể chính vào lúc chúng ta ở đây hội họp, cửa hàng kinh doanh đó đã bị kẻ thù đoạt mất rồi. Nhưng song song với việc đó, ưu thế của chúng ta cũng là ở đây. Chương 712, phương án của Thường Hạo. 2. Thường Hạo nói với vẻ đầy tự tin, như thể chỉ cần mọi người làm theo kế hoạch của hắn thì sẽ có thể đối phó với nguy cơ trước mắt vậy. Lần này, nó thực sự khơi dậy sự quan tâm của các quản lý cấp cao. Thường Tổng quả nhiên lợi hại, thật không hổ danh là một sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng ở nước M. Ý tưởng này thực sự đến đúng một thời điểm. Lại chẳng thế thì sao? Nếu không, Thẩm Tổng sẽ không đặc biệt mời Thường Tổng đến. Thường Tổng, anh đừng vòng vo nữa, mau nói ra đi, chúng tôi sẽ làm điều đó càng nhanh càng tốt. Chúng ta nhất định phải cố gắng hoàn thành việc triển khai trước đối phương. Phải đó, Thường Tổng, chính xác ưu thế mà anh nói rốt cuộc là gì? Mọi người nhìn Thường Hạo đầy mong đợi, chờ hắn nói tiếp. Vì dù sao mấy câu phân tích trước đó của Thường Hạo, có thể nói là từng lời nói ra đều như gãi đúng chỗ ngứa trong lòng mọi người. Hiện tại ta ngoài sáng, địch trong tối, quả thực là một sự bất lợi cho công ty Danh Dương. Họ không biết bất kỳ dấu vết thông tin hoặc tình báo nào về đối phương và họ cũng không biết khi nào bên kia sẽ thực hiện động thái tiếp theo. Trong hoàn cảnh như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Hơn nữa, đúng như những gì Thường Hạo đã nói. Nói không chừng, chính vào lúc họ đang bàn bạc chuyện trong phòng họp này thì bên kia đã triệt hạ cửa hàng kinh doanh cuối cùng kia rồi, chỉ là tin tức còn chưa kịp truyền tới bên này nên họ không biết được mà thôi. Tuy nhiên, Thường Hạo cũng cho rằng, mình ngoài sáng, kẻ thù trong bóng tối, đó vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, làm thế nào mà sự tồn tại dường như tệ hại như vậy lại trở thành ưu điểm qua lời nói của Thường Hạo. Ha ha, mọi người đừng lo lắng. Tôi vừa thấy Chu Tổng không có chút gì gọi là lo lắng cả. Tôi nghĩ trong lòng anh ấy chắc hẳn có suy nghĩ gì đó, không biết Chu Tổng có thể nói gì đó với mọi người được không? Thường Hạo mỉm cười, hắn đột nhiên nhìn Chu Dương, lại kéo chủ đề về phía Chu Dương. Mặc dù đang ở tư thế vặn hỏi, bất luận là giọng điệu hay thái độ, hắn đều không hề có ý hỏi, ngược lại giống như đang ra lệnh cho Chu Dương. Ánh mắt của mọi người liền nhìn theo Thường Hạo, đều tập trung về phía Chu Dương. Chu Dương khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Anh nhớ mình không có xúc phạm đến Thường Hạo, số lần gặp mặt nhau cũng chưa đến 10 lần. Nhưng, hôm nay ở đây, Thường Hạo hết lần này đến lần khác cố tình làm khó mình là có ý gì? Mặc dù có vẻ như hắn đang thảo luận vấn đề với Chu Dương và hỏi ý kiến của Chu Dương. Nhưng Chu Dương là ai chứ, làm sao anh có thể không cảm nhận được sự thù địch của Thường Hạo đối với mình? Hơn nữa, ở thời điểm mấu chốt và quan trọng này, Thường Hạo vẫn cứ như vậy. Đang làm cái gì vậy? Thường Hạo, nếu có ý gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo nữa. Thần Bích Quân hừ lạnh lùng một tiếng, trong lòng bắt đầu cảm thấy không vui. Cô cảm thấy rất kỳ lạ về thái độ bất thường của Thường Hạo hôm nay. Trong mắt Thẩm Bích Quân, Thường Hạo không giống một người như vậy. Nhưng hôm nay, Thường Hạo dường như chỉ tập trung vào Chu Dương, bất cứ khi nào có một chút cơ hội đều hướng mũi dùi vào Chu Dương. Ha ha, được thôi, nếu như Chu Tổng không muốn nói, vậy thì tôi sẽ nói. Thường Hạo thản nhiên cười với vẻ không quan tâm, nhưng lại nhìn mọi người rồi nhẹ nhàng nói. Kẻ thù ở trong bóng tối, còn ta ở ngoài ánh sáng. Đó vừa là bất lợi vừa là lợi thế. Lợi thế là kẻ địch tưởng mình ở trong bóng tối, còn ta ở ngoài sáng, cho rằng ta không biết mọi hành tung của chúng. Nhưng thực tế, từ giờ trở đi, mục đích của bọn chúng đã bị chúng ta thấy rõ rồi.
chỉ cần mục tiêu của họ là 9 cửa hàng kinh doanh ở quận Phổ Đà, bây giờ họ đã giành được 8 cửa hàng kinh doanh, vậy họ chắc chắn sẽ ra tay với cửa hàng cuối cùng. Nếu đã như vậy, thì tại sao chúng ta cứ nhất định phải tìm xem kẻ địch là ai? Tốt hơn hết là nên tập trung vào cửa hàng kinh doanh cuối cùng. Vì kẻ thù muốn hạ gục cửa hàng kinh doanh cuối cùng này, nên họ chắc chắn phải đi liên hệ. Đến lúc đó sẽ lại trở thành chúng ta trong tối, kẻ địch ngoài ánh sáng rồi. Thường Hạo nói với vẻ mặt đầy tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Mọi người nghe xong lập tức suy nghĩ và phân tích. Đúng là tình hình hiện tại không có lợi với công ty Danh Dương cho lắm. Kẻ địch đang âm thầm thèm muốn cửa hàng kinh doanh cuối cùng ở quận Phổ Đà, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay và trực tiếp hạ gục cửa hàng kinh doanh cuối cùng. Tuy nhiên, bởi vì trước đó việc dùng cách che đậy ở quận Khánh Phong khiến đối phương nghĩ rằng công ty Danh Dương vẫn chưa biết gì, cho nên sự cảnh giác đối với công ty Danh Dương có thể không quá lớn. Trong trường hợp này, đối phương có thể sẽ lơ là hơn và sẽ trở thành cơ hội cho mọi người khi họ liên hệ với cửa hàng cuối cùng. Cơ hội để lật lại ván bài. Hay lắm, thật không hổ danh là Thường Tổng, chủ ý này không tồi, tôi tán thành. Tôi cũng tán thành. Nếu như không còn cách nào khác, vậy thì kế hoạch của Thường Tổng là kế hoạch tốt nhất rồi. Nhiều người đã ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ. Thường Hạo nở một nụ cười nhạt, như thể hắn căn bản không quan tâm đến sự ủng hộ của mọi người. Ánh mắt hắn cứ lúc có lúc không quẩn quanh trên người Chu Dương, còn mang theo một chút tự đắc. Thật ra, Thường Hạo không hẳn là muốn nhắm vào Chu Dương như thế này, dù sao thì giữa hắn và Chu Dương thật sự không có bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột nào. Tuy nhiên, vị trí của Chu Dương ở công ty Danh Dương quá đặc biệt. Rõ ràng anh là cổ đông lớn thứ hai, nhưng cũng đồng thời là người phụ trách hai dự án cốt lõi và quan trọng nhất của công ty Danh Dương hiện nay. Có thể nói, mọi động thái của Chu Dương đều sẽ khiến cho công ty Danh Dương dao động dữ dội. Tất nhiên, những điều này chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, điều này không cần bản thân Thường Hạo phải nói, cho dù nhìn khắp toàn bộ con đường Bali, toàn bộ Đông Hải, cô đều là một trong những người đẹp nhất. Ai mà không thích một người phụ nữ đẹp như vậy chứ? Thường Hạo cũng không phải ngoại lệ. Có điều dù sao Thường Hạo cũng đã ngần này tuổi rồi, mấy thứ kinh nghiệm hắn đều rất thành thạo. Hắn biết lúc này không nên thể hiện quá nóng vội, nhất là vì hắn mới gia nhập công ty Danh Dương được nửa năm, số lần gặp Thẩm Bích Quân rất ít. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân quá tốt khiến Thường Hạo cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, cách đối xử với nhau của họ cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của Thường Hạo. Càng huống hồ, Thường Hạo hiện là phó chủ tịch của công ty Danh Dương, theo lý mà nói, hắn chỉ ở dưới Thẩm Bích Quân mà thôi. Tuy nhiên, sự tồn tại của Chu Dương luôn khiến Thường Hạo cảm thấy không thể thoải mái vùng vẫy được. Chính vì như vậy, Thường Hạo đương nhiên muốn chuyển Chu Dương sang vị trí khác. Ít nhất, Thường Hạo cũng muốn vị trí người phụ trách hai dự án cốt lõi kia phải đứng dưới tên của mình. Nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu, những thủ thuật nhỏ của ngày hôm nay chỉ là một món khai vị mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Chu Dương, Thường Hạo không khỏi bật cười. Chương 713, đối chọi gay gắt. Sau khi đến công ty Danh Dương, hắn cũng đã nghe rất nhiều tin tức về Chu Dương, đặc biệt là hai dự án chủ chốt mà Chu Dương chịu trách nhiệm. Ngay cả ở các công ty khác, Thường Hạo cũng đã từng nghe qua, thậm chí tên tuổi của anh còn vô cùng vang dội. Nhưng bây giờ xem ra Chu Dương cũng chỉ đến thế, chuyện nhỏ như vậy đã làm anh bối rối, xem ra trước đây người khác tâng bốc anh cũng chỉ là xu nịnh giả dối mà thôi. Thẩm Tổng, hiện tại, có lẽ kế hoạch của tôi là phù hợp nhất. Tôi nghĩ không ai có thể nghĩ ra một kế hoạch phù hợp hơn của tôi. Chu Tổng, anh nói có phải không? Thường Hạo tự tin nói, hắn nhìn Chu Dương, trong mắt đầy sự gây hấn. Chu Dương có chút không hiểu đầu cua tai nheo. Đây là lần thứ ba Thường Hạo làm việc này. Có câu rằng quá tam ba bận. Tên Thường Hạo này năm lần bảy lượt bới móc, rõ ràng là muốn gây chuyện. Ha ha, tôi thấy cũng chưa chắc. Kế hoạch của anh nghe thì hay và có vẻ rất hiệu quả, nhưng anh đã bỏ qua một điểm. Đã như vậy, Chu Dương cũng không cần phải nể mặt vị phó chủ tịch mặt này nữa, anh lập tức mỉm cười. Nhưng mà lời nói của Chu Dương thật thú vị, như ném một tảng đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Khiến mặt hồ lập tức nổi sóng. Cái gì, Chu Tổng còn có kế hoạch tốt hơn sao? Đúng vậy, lúc nãy Thường Tổng bảo mọi người động não, Chu Tổng không nói gì, bây giờ anh lại nói như vậy, đây là có ý gì?
Chu Tổng, không lẽ anh còn có kế hoạch tốt hơn sao? Nhiều người bắt đầu chế giễu. Chu Dương liếc mắt nhìn người vừa nói, đa số đều còn khá trẻ, hơn nữa trông cũng lạ, thiết nghĩ bọn họ chắc là tay chân thân tín của Thường Hạo. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đang bị chế giễu trong chính phòng họp của công ty Danh Dương, Chu Dương lại cảm thấy dở khóc dở cười. Ngày xưa, chính tại phòng họp này, Chu Dương đã đối mặt với rất nhiều người và răn đe những người đó bằng những biện pháp rất cứng rắn, sau đó công ty mới có được vị thế như hiện tại. Ha ha, Chu Tổng nói vậy, không biết còn có cách nào khác hay hơn không? Nếu không, tôi xin hỏi Chu Tổng, lẽ nào anh không coi nguy cơ trước mắt của công ty Danh Dương là chuyện gì quan trọng hay sao? Thường Hạo lạnh lùng nói. Lúc này, Thường Hạo vui như mở cờ trong bụng, hắn đang thầm lo lắng không có cách gì nhắm vào Chu Dương, vì dù sao nếu không có lý do gì mà lại nhắm vào Chu Dương, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội của Chu Dương và gây ra sự bất mãn của những người kỳ cựu trong công ty. Nhưng Thường Hạo không ngờ rằng mình còn chưa nói gì, Chu Dương đã tự mình trực tiếp bước ra. Thường Hạo cảm thấy rằng cảm giác giơ mặt của mình ra để cho người ta đánh thật là tốt. Đương nhiên không phải, tôi đang nói kế hoạch của anh có thiếu sót. Chu Dương xua tay, lãnh đạm nói. Kế hoạch của anh, mọi thứ đều dựa vào việc bên kia lơ là cảnh giác, nhưng mà, đối với chuyện quan trọng như vậy, bên kia lại có thể lơ là cảnh giác, không dõi theo công ty chúng ta hay sao? Tôi e rằng khi anh đến công ty, đối phương đã biết rằng chúng ta sẽ có một cuộc họp ở đây hôm nay, và họ càng có khả năng nghĩ rằng tất cả những gì họ làm đã bị lộ. Lẽ nào Thường Tổng cho rằng đối phương ngốc như thế à, họ sẽ không thay đổi điều gì mà cứ ở đó ôm cây đợi thỏ hay sao? Mỗi khi Chu Dương nói thêm một câu, vẻ mặt của Thường Hạo lại trở nên ảm đạm hơn. Quả thực, hắn đã tưởng kế hoạch của mình quá tốt rồi, như thể đối phương thực sự là một kẻ thiểu năng và không biết cách đề phòng công ty Danh Dương. Tuy nhiên, người khác có thể nói ra những điều này, riêng Chu Dương không thể. Đó chỉ là cách nghĩ của anh thôi, rốt cuộc như thế nào phải thử mới biết được. Thường Hạo không phục, lúc này hắn nhất định không được cúi đầu, nếu không, về sau hắn khó có thể ngẩng đầu lên trước mặt Chu Dương, huống chi là muốn động đến Chu Dương. Không cần thử nữa. Chu Dương đột nhiên đưa tay ngăn cản Thường Hạo, sau đó nói nhỏ điều gì đó với Diệp Sở Thiến. Mọi người đều ngồi ở xa. Chu Dương nói rất nhỏ, nên họ không biết được Chu Dương nói gì với Diệp Sở Thiến. Tuy nhiên, sau khi Chu Dương nói xong, Diệp Sở Thiến đặt tài liệu xuống, rời thẳng khỏi phòng họp. Trong phút chốc, mọi người trong văn phòng đều yên lặng, nhìn Chu Dương với vẻ ngạc nhiên. Bây giờ đang là giờ họp, tình hình ở quận Phổ Đà lúc này vô cùng khủng hoảng, vậy mà lúc này Chu Dương còn để cho Diệp Sở Thiến ra ngoài. Như thế này không phải là muốn phá đám hay sao? Một số người đã chuẩn bị lên tiếng, nhưng họ vừa định nói ra thì lại phải nuốt lại vào trong. Bởi vì Diệp Sở Thiến chỉ rời đi chưa đầy 2 phút, sau đó đã quay lại. Hơn nữa, phía sau Diệp Sở Thiến còn có một người đàn ông. Chu tiên sinh, đây là những thứ mà Trần Tổng đã yêu cầu tôi điều tra. Tất cả đều ở đây, tuy nhiên, đối với một số thứ ở cấp độ sâu hơn, chúng tôi vẫn cần thêm chút thời gian. Khi người đàn ông nhìn thấy Chu Dương, anh ta cung kính lấy ra một tập tài liệu đưa cho Chu Dương, nói nhỏ rồi rời thẳng khỏi đó. Dường như Chu Dương như không hề tỏ ra ngạc nhiên một chút nào. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Nhiều người cũng chợt nhớ ra đây chính là Chu Dương, trước kia chỉ là một nhân viên bình thường ở công ty Danh Dương, nhưng gần như chỉ sau một đêm, anh đã trở thành quản lý cấp cao của Danh Dương, liên tiếp phụ trách các dự án hoạt chất làm trắng da và dự án Tân Chu, trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty. Tất cả những điều này đều dựa vào ý chí kiên cường và sự hy sinh của Chu Dương. Giống như Tăng Đại Đầu, người nổi tiếng một thời ở Đông Hải trước đây, cũng bị hủy hoại trong tay của Chu Dương. Giờ coi bộ rõ ràng Chu Dương cũng đã có hành động, chỉ là chưa nói cho mọi người biết thôi. Nhiều người đã nhìn ra người đàn ông vừa rồi có lẽ là người do Chu Dương phái đi để điều tra. Chị Diệp, copy tài liệu này cho mỗi người ở đây một bản. Chu Dương không đọc tài liệu trước mà yêu cầu Diệp Sở Thiến sao chép chúng trước. Giờ phút này, trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều chờ đợi Diệp Sở Thiến in tài liệu ra, sau đó mới xem kỹ bên trong có thứ gì. Một tài liệu có thể làm cho Chu Dương coi trọng như vậy hẳn là thứ rất quan trọng. Thậm chí, nhiều người hiểu Chu Dương còn đang thắc mắc liệu tài liệu này có chứa thông tin về những người đã mưu đồ cướp 9 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà hay không. Nếu là thật,
thì có nghĩa là Chu Dương còn nghĩ xa hơn những gì bọn họ đã nghĩ, lời nói vừa rồi của Chu Dương đương nhiên có ẩn ý sâu xa. Diệp Sở Thiến photo rất nhanh, chỉ trong vài phút cô đã sao chép tài liệu cho mọi người, sau đó phân phát trực tiếp. Mọi người nhận được tài liệu liền lập tức bắt tay vào kiểm tra. Khi một số người nhìn thấy nội dung bên trong, biểu cảm của họ đột nhiên thay đổi. Có người cau mày, rõ ràng là đang nghĩ cách để lý giải. Một số người, với vẻ mặt kinh hoàng, rõ ràng là hoảng sợ trước một số nội dung trong tài liệu. Thường Hạo cũng nhận được tài liệu. Tuy nhiên, hắn không hề quan tâm, Chu Dương có vẻ rất nghiêm túc đối với tài liệu này, nhưng nếu thật sự là tin tức của những người đó, làm sao có thể có được vào đúng lúc này? Hơn nữa, Trương Hạo thậm chí còn không biết người vừa rồi là ai. Chương 714, tin tức mà mọi người cần có rồi đây. Chỉ với vài câu nói không căn cứ, mà muốn Thường Hạo phải tin tưởng, vậy thì cũng quá xem thường hắn rồi. Thậm chí vẻ mặt của những người khác cũng dần thay đổi sau khi nhìn thấy nội dung trong tập tài liệu, nhưng Thường Hạo không quan tâm đến những điều được ghi trong đó. Rất có thể là Chu Dương phao tin giả, cố ý làm như vậy, với mục đích chính là để đe dọa những người này. Thường Hạo dửng dưng mở tập tài liệu, lật xem từ đầu đến cuối. Nhưng không được bao lâu hắn lập tức nhíu mày lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thường Hạo tiếp tục xem, lúc này sắc mặt của hắn vô cùng u ám. Đợi đến khi hắn đọc xong tất cả nội dung trên tập tài liệu, cả người đã không còn khí thế kiêu ngạo như vừa nãy nữa. Chu Dương nhìn thấy rõ biểu cảm của từng người, anh thầm gật đầu, trong lòng đã có một cách nghĩ sơ lược về nội dung được ghi trên đó. Có điều, đợi đến khi anh thật sự đọc xong phần tài liệu này, thì anh mới phát hiện, bản thân vẫn đánh giá thấp những kẻ đó. Anh luôn cho rằng, đối phương là một nhà tài phiệt nào đó, vì để đánh lén công ty danh Dương, mới trắng trợn thu mua lại 9 cửa hàng ở quận Phổ Đà. Nhưng anh không ngờ, thủ đoạn của bọn chúng lại ác liệt như vậy, thậm chí có thể nói là bất chấp thủ đoạn, không gì là không dám làm. Bọn chúng sử dụng thủ đoạn bức ép, bắt giữ vợ con của đối phương để lấy được cửa hàng đầu tiên ở quận Phổ Đà. Đã có tấm gương của cửa hàng đầu tiên vậy thì về sau bọn chúng rất dễ dàng thu mua 3 cửa hàng tiếp theo. Ông chủ của cửa hàng thứ 5 là một thương gia giàu có ở Đông Hải, cũng có riêng một công ty, nhưng vẫn kinh doanh qua lại với công ty danh Dương. Những kẻ đó vì để đoạt được cửa hàng này, đã giở trò khiến cho công ty của ông chủ đó phá sản, dẫn đến việc ông ấy không thể không bán đi cửa hàng kinh doanh. Đặc biệt là cửa hàng thứ 8, bọn họ nhân lúc trời tối ra tay đánh ông chủ cửa hàng, dụ dỗ nội bộ đối phương phản bội, dùng việc sống chết uy hiếp người đó chịu khuất phục. Đương nhiên, đây là những thủ đoạn và quá trình mà bọn chúng dùng để thu mua lại 8 cửa hàng. Trước đây Chu Dương đã có dự đoán trước về những việc này, cho nên anh không cảm thấy có gì bất ngờ. Việc khiến cho Chu Dương không ngờ đến nhất là người của Trần Thế Hào đã tra xét ra được nhân vật chủ chốt lần này của đối phương, một người đàn ông tên là Hứa Du. Dựa theo miêu tả được ghi trên tài liệu, thì thực lực của người tên Hứa Du đó vô cùng mạnh, rất có thể đã đạt tới cảnh giới tông sư võ giả. Cho nên, người của Trần Thế Hào vẫn không dám đến quá gần đối phương. Hơn nữa, có một hiện tượng kỳ lạ là đối phương không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, trước đây ở Đông Hải căn bản không có bất cứ dấu vết hoạt động nào của bọn họ. Người của Trần Thế Hào đã điều tra mấy ngày nhưng vẫn chưa tra ra được tình hình bên trong. Chỉ biết rằng, bây giờ đối phương có 11 người, một mình Hứa Du đưa theo 10 tên đàn em thuộc hàng tinh thông võ thuật. Hơn nữa, đối phương vận động nguồn vốn thu lại 8 cửa hàng, nhưng người của Trần Thế Hào cũng không tra ra được hướng hành động tiếp theo của bọn chúng. Sau khi xem xong tài liệu, Chu Dương lập tức rơi vào trầm tư. Không chỉ Chu Dương mà mọi người trong văn phòng làm việc cũng im lặng suy nghĩ. Ngay cả Thường Hạo vừa nãy còn lớn tiếng với Chu Dương, bây giờ cũng mang dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ không nói lời nào. Tất cả mọi người đều không biết nên nói gì. Sau khi xem xong phần tài liệu này, họ đều có cùng một cảm giác. Lai lịch của những kẻ này vô cùng thần bí, thủ đoạn tàn nhẫn cứng rắn, không hề nói đến phép tắc. Vào lúc này, không ít người nghĩ đến kế hoạch vừa rồi mà Thường Hạo đã đưa ra, lập tức sau lưng họ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải Chu Dương nghi ngờ chất vấn, thì mọi người thật sự đã làm theo kế hoạch của Thường Hạo, hậu quả sẽ là gì, không ai có thể dự đoán trước được. Những kẻ đó ngay cả việc chặn đường giết chóc đều có thể làm ra, vậy thì còn việc gì mà họ không dám làm nữa? Lẽ nào mọi người đảm bảo được trong lúc bản thân đang thực hiện kế hoạch, sẽ không bị đối phương phát hiện, sau đó bị hãm hại sao? Về điểm này, không ai dám đảm bảo.
Ngay cả Thường Hạo bây giờ cũng không dám chắc chắn với kế hoạch tưởng chừng không chút sơ hở mà mình vừa nói ra. Chuyện này, đều là thật sao? Có người cổ họng khô khốc, nhỏ giọng nói, trên mặt rõ ràng có phần không tin tưởng vào những gì vừa đọc được trên tài liệu, nhưng lại lo lắng đây là sự thật. Đúng vậy, chủ tổng, nội dung được ghi trên tài liệu này đều là thật ư? Những kẻ đó sao lại dám làm như vậy? Lẽ nào bọn họ không sợ gì hết? Ông chủ của những cửa hàng đó, tại sao lại chịu khuất phục như vậy chứ? Lập tức có không ít người đều bắt đầu lên tiếng thảo luận. Tuy mọi người chưa lấy lại bình tĩnh sau khi xem xong nội dung tài liệu, nhưng giờ phút này, tất cả đều đoàn kết nhất trí tìm ra hướng đi chính xác nhất, không ai được phép sai lầm vào lúc này. Đương nhiên là thật, những kết quả này đều là tôi nhờ người đi điều tra mới có được. Chu Dương gật đầu, bình thản nói. Nội dung trên đây thật sự có những cái không quá tốt, nhưng phải thừa nhận những việc này cũng là điều bình thường trong kinh doanh. Dù sao, một người bình thường sẽ không thể nào ra tay với công ty danh dương như vậy. Thủ đoạn mà đối phương áp dụng, đương nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất thu mua lại cửa hàng, nói không chừng còn giúp bọn chúng tiết kiệm được không ít tiền vốn. Cũng may, nếu vừa nãy chúng ta làm theo kế hoạch của Thường Hạo, chắc có lẽ cũng sẽ bị bọn chúng uy hiếp. Khẳng định sẽ rơi vào tình huống đó. Những kẻ kia hung dữ như vậy, việc gì mà không dám làm chứ? Vậy Chu Tổng, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Không thể cứ mặc kệ mà bó tay chịu chết được. Lúc này, không ít người đều nhìn Chu Dương, muốn xem anh có biện pháp giải quyết nào tốt không? Bụp, đủ rồi. Thường Hạo vừa rồi còn trầm tư không nói gì, đột nhiên lại hùng hồn đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn, hung hăng quát lớn. Tất cả mọi người đều bị dọa nhảy dựng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thường Hạo. Giờ phút này, vẻ mặt hắn đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ không phục, dù đối mặt với Chu Dương như vậy, nhưng hắn không hề có ý nghĩ sẽ chịu khuất phục. Dám hỏi Chu Tổng, nếu đã có trong tay tài liệu này, anh tại sao không sớm đưa ra? Thường Hạo bày ra tư thế hùng hổ dọa người lên tiếng chất vấn. Lời này của Thường Hạo cũng dẫn đến sự đồng tình của nhiều người. Thực sự, nếu Chu Dương đưa ra tài liệu này sớm hơn một chút, vậy thì mọi người đã có thể sớm có sự chuẩn bị, cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ biện pháp đối phó. Hơn nữa, nếu vừa nãy Chu Dương vẫn không đưa ra tài liệu thì bọn họ có lẽ đã hành động dựa theo kế hoạch của Thường Hạo, vậy thì sẽ đặt bản thân vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Bây giờ sự chất vấn của Thường Hạo thực sự cũng rất có lý. Lấy ra sớm một chút sao? Chu Dương nghiêng đầu nhìn Thường Hạo, bình thản mỉm cười. Anh cũng cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Bản thân anh chỉ mới gặp mặt Thường Hạo không quá 10 lần. Có thể nói, hai người căn bản không quá thân thuộc. Trong tình huống giữa hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì, mà Thường Hạo vẫn hết lần này đến lần khác nhắm vào Chu Dương. Cho dù Chu Dương có kiềm chế tốt đến mấy cũng sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Dù là một điểm bất đồng hay thậm chí là những thứ khác, anh cũng chưa từng đắc tội với Thường Hạo, mà ngược lại anh còn có thể nhường nhịn hắn. Nhưng Thường Hạo không biết tốt xấu. Vậy Chu Dương đương nhiên cũng sẽ không nể mặt hắn nữa. Đừng nói nữa, phần tài liệu này, tôi cũng vừa nhận được. Cho dù là tôi sớm có được nó, mà không sớm đưa ra thì có liên quan gì đến Thường Tổng đây? Hơn nữa, tôi làm việc gì, đều cần phải báo cáo với anh sao? Chu Dương lập tức trở nên uy nghiêm, tuy vẫn ngồi trên ghế, nhưng khí thế của anh lại không hề thua kém Thường Hạo, thậm chí khiến cho hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Chương 715, phân công nhiệm vụ. Lúc này, cả phòng họp giống như chỉ có hai người Chu Dương và Thường Hạo. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai người vô cùng quan trọng của công ty lại chĩa mũi nhọn vào nhau như vậy. Một người là Thường Hạo, phó chủ tịch thường vụ của công ty danh dương, chức vị chỉ đứng sau chủ tịch Thẩm Bích Quân, hắn đã nhậm chức được nửa năm, làm việc vô cùng cẩn trọng, giúp đưa công ty danh dương phát triển lên một tầm cao mới. Đồng thời các điều lệ quy chế của công ty cũng đã hoàn thiện ở rất nhiều mặt nhờ sự giúp đỡ của hắn. Trong công ty, Thường Hạo nhận được sự chấp nhận và khâm phục của nhiều người. Còn một người là Chu Dương, anh là truyền kỳ của công ty danh dương, không những là người nắm trong tay hai dự án hoạt chất làm trắng da và dự án tân chu quan trọng nhất của công ty, mà còn là cổ đông lớn thứ hai của công ty, chỉ đứng sau Thẩm Bích Quân, anh còn nhiều lần giúp công ty chuyển bại thành thắng. Hai người này đều là người mà những quản lý cấp cao trong phòng họp không thể chọc vào. Lúc trước khi Thường Hạo gây sự với Chu Dương, còn có mấy quản lý trẻ tuổi hùa theo hắn,
nhưng bây giờ ngay cả họ cũng ngậm chặt miệng không nói lời nào, thậm chí cũng không nhìn Thường Hạo. Dù sao, nếu không có tập tài liệu của Chu Dương, vậy bọn họ nhất định sẽ hành động theo kế hoạch của Thường Hạo, nếu vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Thường Hạo nhìn những người vừa nãy còn ủng hộ mình, giờ đây từng người một đều cúi đầu, trong lòng hắn càng thêm tức giận, ánh mắt nhìn Chu Dương lại càng không thoải mái. Nhưng hắn cũng biết, thời gian bản thân ở công ty vẫn quá ngắn, căn bản sẽ không có sức ảnh hưởng lớn giống như Chu Dương. Quan trọng nhất Chu Dương là cổ đông lớn thứ hai của công ty, nếu anh muốn so đo tính toán với hắn vậy thì hắn tuyệt đối không thể nào thắng được. Trông chờ vào Thẩm Bích Quân sao? Thường Hạo nhìn Thẩm Bích Quân, thấy cô ấy cũng cúi đầu, nhưng đồng thời lại đang lén lút nhìn Chu Dương, khóe miệng hắn lập tức co rút, trong lòng càng suy sụp. Nhìn thấy Thường Hạo không muốn nói thêm gì nữa, Chu Dương cũng không tiếp tục làm khó hắn. Trước mắt, không phải lúc tranh chấp nội bộ. Tuy không biết Thường Hạo vì sao lại có ý kiến với mình như vậy, nhưng Chu Dương vẫn có thể phân biệt rõ ràng tính chất nặng nhẹ của sự việc. Bây giờ, việc quan trọng nhất là bảo vệ được cửa hàng kinh doanh cuối cùng này. Tôi thấy lúc này mọi người cũng không có kế hoạch nào tốt cả, nếu đã như vậy, thì tôi sẽ bố trí theo kế hoạch của mình. Nhìn thấy mọi người đều không quá hào hứng với việc này, Chu Dương cũng biết rằng, phải đối mặt với kẻ địch như vậy, đặc biệt là kẻ dẫn đầu rất có thể là một tông sư võ giả, thì sự lo lắng của mọi người là điều không thể tránh khỏi. Trong phòng họp này, người có thể ứng phó, e rằng chỉ có mình anh mà thôi. Có điều, những người khác vẫn có thể giúp được một vài việc. Nhiệm vụ tiếp theo của mọi người rất quan trọng, 9 cửa hàng ở quận Phổ Đà đã có 8 cái rơi vào tay của đối phương, do đó bây giờ chúng ta chỉ còn lại một cửa hàng kinh doanh cuối cùng này. Trước khi cửa hàng cuối cùng rơi vào tay bọn chúng, khoảng thời gian này chính là lúc chúng ta hành động. Tôi sẽ đi quan sát cửa hàng cuối cùng này, không để cho những kẻ đó đạt được ý đồ xấu. Còn mọi người hãy âm thầm xây dựng lại một cửa hàng khác trong quận Phổ Đà, lần hành động này là lấy danh nghĩa của công ty Danh Dương. Chúng ta không cần tiếp tục tìm người khác giúp đỡ. Chu Dương đã sắp xếp xong nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Mọi người trong văn phòng làm việc gần như đều được dặn dò việc mà họ cần phải làm, ngay cả Thẩm Bích Quân, Chu Dương cũng sắp xếp cho cô một nhiệm vụ. Chu Dương chỉ không đưa ra bất cứ chỉ thị nào cho Thường Hạo, cũng không sắp xếp bất cứ nhiệm vụ nào cho hắn. Chu Dương, anh làm vậy là có ý gì? Nhìn thấy những người khác đều có nhiệm vụ của họ. Nhưng Chu Dương lại coi như không thấy hắn, Thường Hạo không nhẫn nhịn được liền nổi giận. Bản thân rõ ràng là phó chủ tịch thường vụ của công ty, vậy mà Chu Dương lại xem thường hắn như vậy, Thường Hạo cảm thấy nếu không phải đang đứng trong công ty, hơn nữa còn có nhiều người ở đây như vậy, e rằng hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà động tay động chân với Chu Dương. Những người khác cũng nhao nhao nhìn qua, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt họ. Đúng vậy, Chu Tổng đều bố trí nhiệm vụ cho tất cả mọi người. Chỉ có một mình Thường Hạo là không có nhiệm vụ gì. Mà Thường Hạo dù sao cũng là phó chủ tịch thường vụ của công ty, đương nhiên trong lòng sẽ cảm thấy bất mãn. Có điều, không ai biết được chuyện này rốt cuộc là Chu Dương cố ý, hay anh đã có sắp xếp khác cho Thường Hạo. Sao hả, Thường Tổng không phải đã có phương án của anh sao? Chẳng phải anh không chịu khuất phục trước tôi à? Tôi nghĩ, tôi đang cho anh một cơ hội, để anh thực hiện phương án kia của anh xem có được không? Chu Dương khẽ cười nói, anh vẫn ngồi trên ghế, chẳng thèm để ý đến sự tức giận của Thường Hạo. Anh, hừ, lẽ nào anh thật sự cho rằng tôi không dám làm sao? Chỉ một tập tài liệu không có gì quan trọng, đã dọa mọi người thành như vậy, đúng là mất mặt, tôi tự thực hiện phương án của tôi. Thường Hạo vô cùng tức giận, nhưng bây giờ hắn cũng hiểu rõ, Chu Dương không giao nhiệm vụ cho hắn, thì hắn cũng không có cách gì phản bác lại. Thường Hạo nổi giận đùng đùng, bỏ ra ngoài phòng làm việc. Trong phòng bây giờ mọi người mặt đối mặt nhìn nhau. Họ cũng không ngờ, hôm nay cuộc họp có liên quan đến sự phát triển trong tương lai của công ty Danh Dương, cứ như vậy mà chấm dứt bởi hai người quyền cao chức trọng trong công ty là Chu Dương và Thường Hạo. Chu Dương cũng đã sắp xếp xong nhiệm vụ cho những quản lý cấp cao trong công ty, sau đó anh bảo mọi người đi chuẩn bị thực hiện. Văn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Chu Dương phát hiện ánh mắt của Thẩm Bích Quân không hề di chuyển vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, lập tức tò mò hỏi. Không phải anh có hiểu lầm gì với Thường Hạo chứ? Hôm nay sao lại cảm thấy anh ta giống như ăn phải thuốc nổ vậy? Thẩm Bích Quân chớp mắt, tò mò hỏi, một nửa cơ thể cô nghiêng về phía trước, tiến gần đến Chu Dương, hơi thở của cô lập tức phả lên mặt anh, một mùi thơm thoang thoảng truyền đến mũi.
Điều này khiến cho Chu Dương lập tức xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, anh vội vàng cách xa Thẩm Bích Quân, sắc mặt cũng trở về bình thường. Chuyện này tôi phải hỏi cô mới phải. Trước kia tổng số lần tôi gặp mặt anh ta không quá 10 lần, gần như mỗi lần đều ngừng lại ở việc gật đầu chào hỏi, căn bản là không có giao tiếp gì với nhau, cũng không có bất cứ mâu thuẫn hay xung đột nào, trái lại tôi còn muốn hỏi xem, tôi có thù oán gì với anh ta mà hôm nay anh ta lại muốn công kích tôi như vậy. Chu Dương hỏi ngược lại, trên mặt anh lộ rõ vẻ bất lực. Chu Dương thật sự không biết bản thân có mâu thuẫn gì với Thường Hạo, hôm nay hai người chĩa mũi nhọn vào nhau là việc mà anh cũng không mong muốn xảy ra. Tôi không biết chuyện của hai người rốt cuộc thế nào, tôi chỉ biết, vừa nãy không sắp xếp nhiệm vụ cho Thường Hạo, khiến anh ta tức giận, anh ta thật sự có thể sẽ đi thực hiện phương án của anh ta. Thẩm Bích Quân lắc đầu, cô vẫn không hiểu rõ tình hình của hai người này. Có điều, Thường Hạo dù sao cũng là do Thẩm Bích Quân mời về, năng lực của hắn thực sự rất tốt, vừa nghĩ đến Thường Hạo có thể gặp phải nguy hiểm, Thẩm Bích Quân cũng không yên tâm lắm. Hay là chúng ta sắp xếp cho hắn một vài nhiệm vụ nhỏ, bằng không nếu Thường Hạo thật sự gặp phải nguy hiểm, vậy sẽ là một tổn thất lớn với công ty. Yên tâm đi, tôi và Ngưu Xuyên sẽ canh chừng cửa hàng kinh doanh cuối cùng đó, Thường Hạo cũng nằm trong phạm vi quan sát của tôi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chu Dương gượng cười nói. Chương 716, Hổ Gia nhiệt tình đón tiếp. Chu Dương không ngờ, đến cuối cùng, vậy mà anh còn muốn bảo vệ sự an toàn cho Thường Hạo. Có điều, nếu không để Thường Hạo tự mình trải qua nguy hiểm, chỉ sợ hắn vẫn cho rằng kế hoạch của bản thân là đúng, trong lòng sẽ còn oán hận Chu Dương. Nhưng anh sắp xếp nhiệm vụ kiểu gì vậy, ngồi yên ở công ty. Vậy chẳng khác nào bảo tôi đợi ở nhà sao? Thẩm Bích Quân cảm thấy hơi cạn lời. Vừa nãy Chu Dương nói rất hay, sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người, nhưng lại sắp đặt cho bản thân ngồi đợi ở công ty, điều này khiến Thẩm Bích Quân hơi bất mãn. Đây cũng là vì an toàn của cô, dù sao đối phương cũng có tới 11 người, hơn nữa, chúng ta không biết, bọn chúng có thể còn có những người khác nữa hay không, cô đừng quên, nguồn gốc của những người này, ngay cả người của Trần Thế Hào cũng không điều tra ra được. Chu Dương không nói nhiều, tuy chỉ có vài câu ít ỏi, cũng đã nói hết sức rõ ràng ý kiến của mình. Thẩm Bích Quân cũng hiểu ý của anh. Trần Thế Hào là người như thế nào, ngay cả người của ông ấy cũng không điều tra được lai lịch của những người kia, từ đó có thể thấy được, lai lịch những người đó thâm sâu khó lường, có rất nhiều điều bọn họ căn bản chưa nắm rõ. Mà không biết cũng có nghĩa là nguy hiểm. Trong mắt Chu Dương, không cho phép Thẩm Bích Quân có bất kỳ sai sót nào. Được rồi, cứ vậy đi, tôi muốn trở về chuẩn bị một chút, hai ngày nữa là đến giao thừa, đó là lúc người ta dễ lơ là, nhất định không thể để xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Chu Dương xua tay, nói xong liền đi thẳng ra bên ngoài. Đợi đã, không phải giao thừa anh ở bên em Linh Ngọc sao? Thẩm Bích Quân lớn giọng hỏi Chu Dương. Không đâu, chắc cô ấy vẫn còn ở Tạ gia, tôi ở bên mẹ tôi, sao vậy? Cô không có chỗ nào để tới à? Chu Dương trả lời tùy ý, rồi bỗng nhiên nhớ lại, Thẩm Bích Quân hình như đã đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, dường như đêm giao thừa không có chỗ nào để đến. Hay là cô đến nhà tôi đi? Chu Dương nhỏ giọng hỏi một câu có ý thăm dò. Tuy nhiên, Thẩm Bích Quân tựa như đang chờ Chu Dương nói những điều này, ngay khi Chu Dương vừa dứt lời, cô vội vàng gật đầu đồng ý, như thể chỉ cần chậm một chút thì Chu Dương sẽ đổi ý. Được, quyết định vậy nhé, đợi tới giao thừa tôi sẽ đến tìm anh, không được nuốt lời đâu đấy. Thẩm Bích Quân vội nói một câu, rồi lập tức rời khỏi phòng họp, đi thẳng ra khỏi tòa nhà công ty Danh Dương. Chu Dương vẫn đang đứng ở cửa phòng họp, nở nụ cười gượng gạo. Anh và Tạ Linh Ngọc là vợ chồng, thông thường mà nói, giao thừa nên ở bên cạnh cô ấy mới đúng. Có điều, với quan hệ của anh và Tạ Linh Ngọc hiện giờ, còn cả quan hệ với Tạ gia, khả năng hai người ở bên nhau trong đêm giao thừa là không cao. Lúc này, ngược lại Thẩm Bích Quân tìm được cơ hội đến nhà anh. Nói không chừng đến lúc đó sẽ khiến mẹ anh nghĩ nhiều. Chu Dương lắc đầu, không nghĩ nữa. Lúc này, anh cần đặt nhiều tinh thần và thể lực vào cửa hàng kinh doanh cuối cùng ở quận Phổ Đà, để tránh thất bại trong gang tấc. Chấm chấm. Chu Dương không trở về Vịnh Lục Cảnh, mà tìm thẳng tới chỗ Ngưu Xuyên, gọi thêm mấy người triệu binh, cùng nhau bàn bạc công việc tiếp theo. Anh Dương, vài người chúng ta sợ rằng không thể theo dõi được. Sau khi Ngưu Xuyên nghe xong sự sắp xếp của Chu Dương, cậu ấy im lặng một lát, rồi thấp giọng nói. Không phải cậu ấy không tin tưởng vào bản thân, mà do đối phương cũng có thể có tông sư võ giả.
Một khi hai bên xảy ra xung đột chính diện, cũng chỉ có cậu ấy mới đủ thực lực chống lại tông sư võ giả của đối phương. Khi chưa hiểu rõ tình hình của đối phương, nếu đám người triệu binh giao đấu với bọn họ thì không thể đảm bảo có thể giành phần thắng. Vậy làm sao bây giờ? Hay là tôi mượn thêm vài người từ chỗ Trần Tổng đến? Chu Dương nhíu mày rồi khẽ nói. Thực ra anh cũng hiểu rõ ý trong câu nói của Ngưu Xuyên. Nếu đối phương không có tông sư võ giả, vậy thì tất cả đều dễ nói, nhưng một khi bọn họ tồn tại một tông sư võ giả, tình hình lại hoàn toàn không giống vậy. Người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất như Ngưu Xuyên sẽ bị kìm hãm. Anh Dương, em cảm thấy, anh có thể tìm một người khác, hơn nữa, em nghĩ, với thủ đoạn của phía bên kia, rất có thể bọn họ đã biết được một vài thông tin mà chúng ta không biết. Ngưu Xuyên im lặng một hồi, mới nói tiếp. Cậu nói ai? Lúc này, Chu Dương cũng phản ứng lại, nghĩ tới người mà Ngưu Xuyên nói tới. Nếu là ông ấy. Khách sạn Huy Hoàng ở Đông Hải. Sau hơn một giờ đồng hồ, Chu Dương và Ngưu Xuyên cùng đi tới khách sạn Huy Hoàng. Nhìn thấy khách sạn lớn lộng lẫy ở trước mặt, vẻ mặt Chu Dương ngẩn ngơ, có một loại cảm giác giống như cách xa cả một thế giới. Rõ ràng chỉ mới rời khỏi Đông Hải, tới tỉnh Tương Tây được nửa năm, tuy nhiên bây giờ nhìn thấy khách sạn Huy Hoàng trước mặt, trong lòng Chu Dương vẫn có cảm giác xúc động. Nói về cuộc sống sung túc, vẫn là hổ ra biết hưởng thụ. Ông ấy tự xây dựng cho bản thân một khách sạn 5 sao nguy nga lộng lẫy, đây là điều vô cùng hiếm thấy ở thành phố Đông Hải. Đúng vậy, chính là Hổ Gia. Được Ngưu Xuyên nhắc nhở, Chu Dương cũng nghĩ tới Hổ Gia. Lúc trước công ty Danh Dương và Hổ Gia vẫn có quan hệ hợp tác, nguyên vật liệu cung cấp cho công ty Danh Dương, và nhà máy sản xuất đều là một trong những thành quả hợp tác của hai bên. Hổ Gia dường như cũng có một thế lực không nhỏ ở Đông Hải. Thế lực ngầm này có thể so sánh với thế lực của Trần Thế Hào. Đặc biệt Chu Dương có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một đàn em của Hổ Gia tên là Tiểu Đao. Chiêu thức phi đao xuất thần nhập hóa. Dựa theo đánh giá của Ngưu Xuyên, Tiểu Đao này chắc hẳn cũng là một cao thủ, tuy rằng không phải là tông sư võ giả, nhưng sức mạnh cũng sắp đạt đến cảnh giới tông sư võ giả. Ha ha, Chu Dương, thật hiếm gặp, mau vào đi. Ngay lúc này, Hổ Gia tự mình đi ra cửa khách sạn đón chào. Giữ chặt cánh tay Chu Dương, thân thiết chào hỏi. Đương nhiên mọi người xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hổ Gia không chỉ là ông chủ của khách sạn Huy Hoàng, hơn nữa còn có địa vị không tầm thường ở thành phố Đông Hải. Thậm chí, ở rất nhiều nơi, chỉ một câu nói của Hổ Gia cũng có thể quyết định vận mệnh của người khác. Nhưng bây giờ, mọi người nhìn thấy cảnh tượng gì? Hổ Gia tự mình ra cửa khách sạn. Xúc động chào đón một người trẻ tuổi. Thanh niên trẻ kia là ai? Có tư cách gì để cho Hổ Gia tự mình nghênh đón? Hơn nữa, người kia còn đường đường chính chính tiếp nhận. Khoảng thời gian này, khách sạn Huy Hoàng vô cùng náo nhiệt, có không ít buổi họp thường niên được tổ chức ở đây, do đó người lui tới cũng rất đông đúc. Như lúc này, số người ra vào cửa khách sạn cũng đã mấy chục người. Bọn họ trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thấy Hổ Gia người bình thường bản thân hiếm khi bắt gặp, đang tự mình kéo tay một người trẻ tuổi vào khách sạn. Hơn nữa trên đường đi, Hổ Gia còn cười nói rất vui vẻ, không ngừng trò chuyện với người kia. Đây là tình huống gì vậy? Người đó là ai? Đúng vậy, tôi chưa từng thấy Hổ Gia như vậy, chẳng lẽ là con em của gia tộc nào lớn? Không đâu, với thân phận và địa vị của Hổ Gia, cho dù là người của gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, cũng không nhất thiết phải như thế. Nếu như vậy, chẳng lẽ là đến từ thủ đô, đám nhà giàu quyền quý đó? Không biết, có điều nhìn dáng vẻ, giống như Hổ Gia đã quen biết người kia từ lâu. Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng căn bản không ai quen biết Chu Dương, càng không cần nói tới tên và tất cả thông tin của anh. Chương 717, xin trợ giúp. Trước đây Chu Dương mới chỉ ghé qua khách sạn Huy Hoàng hai lần, một là đến xem mặt với Ngưu Xuyên, lần còn lại đến để bàn chuyện với Hổ Gia. Từ sau lúc đó, Chu Dương cũng không tới khách sạn Huy Hoàng nữa. Và lại, nửa năm gần đây, số lần Chu Dương xuất hiện ở Đông Hải đều vô cùng ít ỏi. Cho nên có nhiều người không nhận ra anh là chuyện bình thường. Ha ha, Chu Dương, lâu như vậy không liên lạc, chẳng lẽ là quên mất ông anh này rồi sao? Hổ Gia kéo Chu Dương lên tầng 3 khách sạn, tới một phòng VIP dành riêng cho ông ấy. Sau khi ngồi xuống, Hổ Gia nhìn Chu Dương chằm chằm khoảng mấy giây. Sau đó thở dài. Thật không ngờ, mới nửa năm không gặp,
Chu Dương cậu đã làm được nhiều chuyện ở tỉnh Tương Tây như vậy, thật sự khiến cho ông anh đây bái phục. Hổ gia nói đều là thật lòng. Tuy rằng đã nửa năm không gặp Chu Dương, nhưng ông ấy vẫn luôn chú ý đến những tin tức liên quan đến anh. Không chỉ vì Hổ gia đã lựa chọn hợp tác với Chu Dương từ khi Chu Dương và công ty Danh Dương chưa nổi tiếng, mà bởi vì ngay từ đầu Hổ gia đã nhìn trúng con người Chu Dương, ông ấy cho rằng Chu Dương tuyệt đối không phải người tầm thường, cho dù bây giờ chưa có tiếng tăm lớn, nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành người tài giỏi xuất chúng. Sau đó hàng loạt sự việc đã xảy ra, chứng minh dự đoán của Hổ gia là hoàn toàn chính xác. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Chu Dương đã đưa công ty Danh Dương phát triển nhanh chóng lên một tầm cao mới, trở thành công ty mỹ phẩm lớn nhất Đông Hải. Mà sự hợp tác của Hổ gia và công ty Danh Dương lúc đó cũng mang lại cho ông ấy nhiều lợi nhuận. Hổ gia cũng biết thông tin Chu Dương rời khỏi Đông Hải, tới tỉnh Tương Tây. Tuy rằng ông không đi cùng, nhưng vẫn luôn hỏi thăm tình hình của Chu Dương. Xảy ra xung đột với người trong năm gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây. Khiến Giang Bắc tàn phế, đánh Trương Anh, Trương Đào, náo loạn trong bữa tiệc Giang gia, đánh người của Đường gia và Dư gia, thậm chí còn khiến Giang Yến đại tiểu thư nhà Giang gia bỏ trốn trong bữa tiệc. Hổ gia cảm thấy hết sức kinh ngạc khi nghe thông tin về Chu Dương, sau đó ông hết lời khen ngợi anh trước mặt mọi người xung quanh. Hổ gia cũng được coi là người có thế lực địa vị và thân phận ở Đông Hải, nhưng bởi vì tất cả đều do ông ấy cố gắng liều mình đạt được, do đó Hổ gia hiểu rất rõ những gian khổ trong đó. Có thể được coi là năm gia tộc lớn ở một nơi như tỉnh Tương Tây, thì chắc chắn đều là những gia tộc không tầm thường. Mà Chu Dương lại là một người ngoài, vừa đến tỉnh Tương Tây, gần như đã liên tiếp vượt qua mọi khó khăn và quét sạch thế lực các gia tộc lớn, Hổ gia hoàn toàn không dám tưởng tượng những khó khăn mà anh phải trải qua. Sức mạnh và tình hình bên trong của năm gia tộc lớn, không phải là điều Hổ gia có thể đoán được. Đã có vài lần, thậm chí Hổ gia còn lo lắng Chu Dương gặp chuyện không may ở Tương Tây. Có điều, Chu Dương vẫn luôn an toàn. Bây giờ trong lòng Hổ gia cũng thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn thấy Chu Dương ở trước mặt mình. Không thể không phục, thời buổi ngày nay, chính là thế giới của người trẻ tuổi. Hổ gia đang nói gì vậy, không phải tôi vẫn là tôi sao, chẳng lẽ chưa gặp nửa năm, tôi còn có thể mọc ra cánh tay thứ ba à? Chu Dương khẽ cười, vung cánh tay của mình lên, biểu cảm hơi phô trương. Anh làm như vậy chẳng qua là để làm bớt đi cảm giác xa lạ, trong khoảng thời gian nửa năm anh và Hổ gia không gặp. Ha ha, mọi chuyện liên quan đến Chu Dương cậu ở tỉnh Tương Tây, tôi đều nghe cả rồi, tôi chỉ có thể nói cậu giỏi lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hổ gia cười lớn tiếng, giơ ngón cái lên với Chu Dương. Chu Dương nghe thấy vậy, lập tức hiểu ra, mặc dù bản thân trước đây ở tỉnh Tương Tây, nhưng Hổ gia vẫn luôn chú ý tới anh. Không có gì là tuổi trẻ tài cao hay không tài cao cả. Chẳng qua có người cản đường, tôi chỉ dọn sạch chướng ngại vật trên đường mà thôi, không đáng được nhắc đến. Hôm nay đến tìm Hổ gia, quả thực là muốn nhờ ông giúp đỡ một việc. Chu Dương xua tay, thản nhiên nói, anh trở lại chủ đề chính, nói thẳng mục đích hôm nay tới đây. Anh biết Hổ gia là một người lòng dạ ngay thẳng, vòng vo nhiều với ông ấy cũng không hay lắm, chi bằng nói thẳng mục đích của bản thân, nghĩ tới mối quan hệ hợp tác của hai bên hiện giờ cũng coi như là êm dịu, chắc hẳn Hổ gia sẽ đồng ý. Hả, có chuyện gì, Chu Dương cứ nói thẳng, hễ là chuyện tôi có thể làm được, thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Hổ gia cam đoan, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Dương, như thể muốn nhìn thấu con người anh. Là như vậy. Lúc này Chu Dương không hề do dự, nói thẳng vấn đề mà bản thân và công ty Danh Dương đang gặp phải. Thời gian trôi qua từng phút, Chu Dương nói càng nhiều, vẻ mặt của Hổ gia càng u ám. Tuy rằng đây là chuyện của Chu Dương và công ty Danh Dương, nhưng cũng có liên quan rất lớn tới Hổ gia. Chưa kể rằng Hổ gia vô cùng coi trọng Chu Dương, ông cho rằng trong tương lai anh nhất định sẽ trở thành người giỏi xuất chúng, ở thời điểm thích hợp đương nhiên ông ấy sẽ giúp đỡ anh. Hơn nữa, hợp tác của Hổ gia và công ty Danh Dương đã mang đến cho ông lợi nhuận to lớn. Bây giờ lại có người muốn động tới công ty Danh Dương, đây đồng nghĩa với việc bọn họ đang động đến miếng bánh của Hổ gia. Chu Dương, cậu nói xem bây giờ phải làm thế nào, cậu nói đi. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết sức. Hổ gia lập tức vỗ ngực bảo đảm. Thông qua mức độ nghiêm trọng trong lời nói của Chu Dương, Hổ gia biết, tình hình trước mắt vô cùng nguy cấp. Một khi những người đó thâu tóm được toàn bộ 9 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương ở quận Phổ Đà, sẽ gây ra những cản trở vô cùng nghiêm trọng cho sự phát triển của công ty Danh Dương. Một khi sự phát triển của công ty bị ngăn cản,
đương nhiên cũng chặn con đường kiếm tiền của Hổ gia. Cái gọi là cắt đứt đường tiền tài của người khác, giống như giết cha mẹ của họ. Tuy rằng bây giờ còn chưa tới mức độ đó, nhưng Hổ gia cũng không thể xem thường. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Dương tìm đến sự giúp đỡ của Hổ gia, nếu ông ấy không trợ giúp, nhất định sẽ để lại ấn tượng không tốt, mối quan hệ hợp tác hai bên cũng sẽ không bền lâu. Vậy tôi cảm ơn Hổ gia nhiều, tôi muốn mượn một vài người chỗ Hổ gia, đặc biệt là Tiểu Đao. Chu Dương cũng không ngại ngùng, nói thẳng vào việc chính. Ừ, được, tôi cho cậu mượn 50 người, đủ chứ? Hổ gia im lặng một lúc, thấp giọng nói. Thực ra ở xã hội bây giờ 50 người so với một gia tộc hoặc một thế lực nào đó, cũng không phải là ít. Huống hồ, nếu Hổ gia đã nói giúp đỡ, ông ấy cũng biết rằng Chu Dương sắp phải đối mặt với thực lực như thế nào, như vậy, 50 người này nhất định không phải là người bình thường. Người đâu, gọi A Bảo tới đây, bảo cậu ta gọi Tiểu Đao đến. Hổ gia lập tức gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu vô cùng nặng nề. Hổ gia, ngoài điều này ra, tôi còn muốn biết thêm một chuyện, không biết, bên ông có manh mối nào liên quan đến những người đó không? Chương 718, lại là tông sư võ giả. Câu hỏi của Chu Dương cũng không phải hỏi vu vơ. Đầu tiên, Hổ gia có địa vị không hề tầm thường ở Đông Hải, cũng thuộc hàng đại ca ngầm, cùng đẳng cấp với Trần Thế Hào. Nếu không phải vì nội tình chưa rõ ràng, một mình Hổ gia đã có thể thành lập được một thế lực gia tộc ngang với gia tộc hạng nhất, hoặc chí ít cũng bằng gia tộc hạng hai. Thế nên thế lực của Hổ gia trải rộng khắp Đông Hải, đàn em, thuộc hạ nhiều không đếm xuể. Chỉ cần mấy người Hứa Du đó sinh sống ở vùng biên giới Đông Hải, thì nhất định không thoát khỏi tầm mắt của Hổ gia. Thứ hai, thời gian Hổ gia và Chu Dương nói chuyện với nhau khá lâu, thậm chí ông đồng ý ngay lời đề nghị của Chu Dương, với lời hứa đảm bảo. Nhưng từ đầu tới cuối, Hổ gia không đề cập đối phương là ai, cũng không hỏi thêm Chu Dương thông tin gì, chỉ đưa ra lời cam kết với anh. Như vậy là đủ để biết, Hổ gia ít nhất cũng nắm được thông tin cơ bản về mấy người Hứa Du đó. Hổ gia cho rằng ông có thể giúp Chu Dương ứng phó những người đó, nên ông mới thẳng thắn dứt khoát nhận lời như vậy. Mặt khác, nếu mọi thông tin về đối phương vẫn mờ mịt không rõ, Hổ gia cũng không rõ lai lịch đối phương như nào, thì ông sẽ không đồng ý như thế. Hoặc chí ít Hổ gia cũng nên hỏi qua về thông tin cơ bản của đối phương, để biết rõ hơn mới phải. Nhưng ông lại không hỏi, tức là, Hổ gia biết những người này. Chu Dương nhìn Hổ gia, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Còn Hổ gia thì im lặng không nói lời nào. Hồi lâu, ông mới nghiêm túc nhìn về phía Chu Dương. Thực ra, tôi định không nói điều này với cậu đâu, tôi nghĩ cậu thấy khó thì hãy lui. Và cũng chính vì điều này nên tôi mới nhận lời giúp cậu. Chúng ta hợp tác với nhau, có nhiều người như vậy mà chẳng làm gì được đối phương, giờ chắc cũng nên từ bỏ nhỉ. Giọng Hổ gia khàn khàn. Chu Dương có thể nhận ra ông đang khá áp lực về mặt tâm lý. Nhưng khi Hổ gia nói xong, ánh mắt Chu Dương căng thẳng hơn, trong lòng cũng lập tức cảnh giác. Thấy khó hãy lui. Chu Dương hiểu, Hổ gia không nói để đối phương lui, mà nói bảo anh lui. Chu Dương im lặng nghe Hổ gia nói tiếp. Tôi biết vài tin chính xác, tôi không muốn nói, nhưng nếu cậu hỏi thì tôi cũng không có lý do gì để giấu. Nhưng có điểm này, tôi nhất định phải rõ ràng với cậu. Nếu chuyện không thành, thì hãy chấp nhận buông bỏ vài thứ để giữ lại thứ quan trọng nhất. Hổ gia cực kỳ nghiêm túc nói. Gần nửa tiếng Hổ gia mới nói hết thông tin. Chu Dương càng nghe, trong lòng càng khiếp sợ. Anh trừng to mắt nhìn Hổ gia, sau đó liếc nhìn Ngưu Xuyên, trong lòng không tài nào bình tĩnh được. Gia tộc ẩn giật. Đó là gì vậy? Nó tồn tại thật sao? Ban đầu Chu Dương còn tưởng mấy người Hứa Du đó là người của gia tộc lớn, không ở Đông Hải thì cũng ở những chỗ khác, thậm chí có thể là ở thủ đô. Nhưng vừa rồi Hổ gia nghiêm nghị nói như vậy, nên anh thu nhỏ phạm vi mục tiêu trong thủ đô. Dù sao thì khắp cả nước, gia tộc có thế lực mạnh nhất, đều trong thủ đô cả. Người khiến Hổ gia cảm thấy áp lực, nhắc Chu Dương thấy khó hãy lui, chỉ có thể đến từ đó. Nhưng Chu Dương không ngờ, Hổ gia lại nói, mấy người Hứa Du kia lại là gia tộc ẩn giật đến từ Đông Hải. Gia tộc ẩn giật mạnh hơn gia tộc hạng nhất đến mấy lần. Tô gia, Tôn gia, Đinh gia là gia tộc hạng nhất, ở Đông Hải có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản được. Nhưng trước mặt gia tộc ẩn giật, một gia tộc hạng nhất như Tô gia chẳng là cái gì cả. Thậm chí gia tộc ẩn giật muốn tiêu diệt gia tộc hạng nhất cũng là chuyện vô cùng dễ.
Người Nạp Tây như Hứa Du, lại đến từ Hứa gia, một gia tộc ẩn giật. Yên lặng, cực kỳ yên lặng. Trong phòng, Hổ gia, Chu Dương, Ngưu Xuyên đều trầm tư suy nghĩ. Chuyện lần này đến Ngưu Xuyên còn thấy khó giải quyết. Bình thường trong gia tộc hạng nhất hầu hết đều có tông sư võ giả bảo vệ, nếu không địa vị của gia tộc đó khó mà vững chắc được. Trong khi gia tộc ẩn giật còn mạnh hơn, tiêu diệt gia tộc hạng nhất dễ như trở bàn tay. Một gia tộc như vậy, chắc chắn không thể có chỉ một tông sư võ giả, thậm chí còn có tông sư võ giả siêu việt. Ngưu Xuyên nghĩ thông suốt vấn đề, thấy chân tay hơi luống cuống. Cậu ấy là tông sư võ giả, đúng, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Đối phương chỉ cần phái một tông sư võ giả khác là kìm hãm cậu được rồi. Còn những người khác trong thời gian đó hoàn toàn có thể hạ gục được Chu Dương, uy hiếp Ngưu Xuyên dừng tay. Chu Dương, bây giờ cậu thấy, tôi không chủ động nói cho cậu chuyện này, vậy là tốt hay xấu? Hơn nữa, dù tôi không rõ nguyên nhân Hứa Du ra tay với 9 cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương, nhưng chỉ cần không vi phạm nguyên tắc công ty, thì có lúc ta vẫn nên thỏa hiệp. Hồ Gia Thành Tâm nói, ánh mắt tập trung, song đáy mắt lại thoáng hiện vẻ đau lòng. Nhưng ông giấu rất kỹ vẻ đau lòng đó, nên không bị Chu Dương và Ngưu Xuyên phát hiện. Đương nhiên nếu cậu muốn chạm mặt đối phương, tôi sẽ bảo Tiểu Đao đi giúp cậu, thậm chí tôi cũng để A Bảo đi cùng, có cậu ta cậu sẽ an toàn hơn. Hổ Gia nghiêm nghị nói. Chu Dương kinh ngạc nhìn ông, không hiểu ý ông là gì. Tiểu Đao rất giỏi, nhưng Hổ Gia không nói chuyến đi sẽ an toàn, nhưng khi có thêm Bảo Ca, ông mới nói vậy. Chẳng lẽ Bảo Ca còn giỏi hơn cả Tiểu Đao? Nhưng theo lời Ngưu Xuyên, thực lực Tiểu Đao vô cùng mạnh, từng cận chiến với tông sư võ giả, thực lực gần tới cảnh giới tông sư võ giả. Loại thực lực này Chu Dương đã được tự trải nghiệm rồi. Lúc trước ở câu lạc bộ Silver Lake, giao chiến với Thái Hùng người có thực lực cận kề tông sư võ giả, Chu Dương không đủ tầm là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, nghe Hổ Gia nói giống như Bảo Ca còn lợi hại hơn thế. Chẳng lẽ là tông sư võ giả? Chu Dương nhìn Hổ Gia, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Hổ Gia dường như biết anh nghĩ gì nên ông thản nhiên gật đầu một cái. Không sai, đúng như cậu nghĩ, A Bào là tông sư võ giả, trước kia A Bào. Hổ Gia hào phóng khen ngợi cảnh giới thực lực của Bảo Ca, nhưng ông nói còn chưa nói hết câu đã im bặt, thậm chí nét mặt có chút kỳ lạ, như thể chuyện Bảo Ca trước đây rất đau khổ. Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi chỉ có thể cho cậu biết tới vậy thôi. Những thứ khác tôi không muốn nhiều lời, chỉ là tiện nói một câu với cậu, hy vọng vẫn còn đó, rừng xanh không sợ thiếu củi đốt. Hổ Gia khẽ cười nói, cảm giác mọi buồn khổ vừa nãy nháy mắt đã tan thành mây khói. Chương 719, Tòa nhà Hằng Phong. Chẳng mấy chốc Bảo Ca đã đưa Tiểu Đao tới, thấy Chu Dương vẫn ở đây thì hơi bất ngờ. Hổ Gia, ông tìm tôi. Bảo Ca gật đầu với Chu Dương, sau đó nhìn Hổ Gia khẽ hỏi. Anh ta vừa nhận được thông báo của Hổ Gia, bảo anh ta đưa Tiểu Đao tới. Dù không biết Hổ Gia tìm mình có chuyện gì, nhưng bây giờ thấy Chu Dương ở đây nên anh cũng phán đoán được ít. Nhất là trước đây Bảo Ca tiếp xúc với Chu Dương khá nhiều, nên anh cũng hiểu qua về năng lực của Chu Dương. Ừ, tìm cậu tới là muốn cậu đi giúp người anh em Chu Dương đây mấy chuyện, cụ thể thế nào cậu nghe Chu Dương sắp xếp, Tiểu Đao cũng đi cùng. Hổ Gia xua tay, trầm giọng nói. Vâng. Bảo Ca không hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà đồng ý luôn. Chu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bảo Ca nhìn Chu Dương, hai người họ bắt tay nhau thật chặt. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ Bảo Ca là một tông sư võ giả. Chu Dương cười, không có ý định giấu giếm, nói lại một lần với Bảo Ca tất cả chuyện Hổ Gia vừa kể khi nãy. Nếu Chu Dương không biết lai lịch của Hứa Du bọn họ, thì ít ra anh còn chút tự tin. Nhưng giờ Hổ Gia nói hết cho anh rồi. Nên lúc này nếu tự tin thái quá không giải thích rõ ràng mọi chuyện, thì đó là kiêu ngạo. Mà người kiêu ngạo thường phải trả giá đắt. Chu Dương biết tính nghiêm trọng của vấn đề, đối phương xuất thân từ gia tộc ẩn giật, thủ đoạn nhất định rất nhiều, thực lực cũng cao thâm khó lường. Nên cái giá đắt nhất, e là mạng người. Chu Dương không hề coi nhẹ tính mạng, nên anh rất cẩn trọng. Đợi Chu Dương nói xong, Bảo Ca im lặng suy nghĩ chốc lát. Yên tâm. Hổ Gia đã phân phó, tôi nhất định sẽ bảo vệ Chu tiên sinh an toàn. Bảo Ca cười, như thể không bận tâm những gì Chu Dương vừa nói. Chu Dương im lặng, sau khi biết Bảo Ca cũng là một tông sư võ giả, nên anh thấy Bảo Ca như vậy không có gì lạ. Nếu tông sư võ giả đến tự tin còn không có,
thì tông sư võ giả này yếu đuối quá rồi. Tốt rồi, mọi chuyện đã sắp xếp xong, hiếm khi Chu Dương mới tới khách sạn huy hoàng của tôi, hôm nay bất luận như nào cũng phải để ông anh đây mở tiệc tiếp đãi, chúc cậu đắc thắng. Hồ Gia cười lớn, kéo Chu Dương về phòng yến tiệc. Sau khi cơm nước no nê, Chu Dương và Ngưu Xuyên rời khỏi khách sạn huy hoàng. Bào Ca và Tiểu Đao với mấy chục anh em khác như Hổ Gia đã hứa đều đợi Chu Dương sắp xếp. Trong hai ngày Chu Dương không thể không làm gì. Ít nhất anh cần thực hiện vài bố trí cần thiết. Một ngày trước giao thừa, Chu Dương trực tiếp bố trí cho Bào Ca và Tiểu Đao đưa người phòng thủ ở quận Phổ Đà. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là cửa hàng kinh doanh còn sót lại kia. Về tình hình và tin tức của cửa hàng cuối cùng đó, Chu Dương từ công ty cũng điều tra liên tục. Cửa hàng này do ông chủ họ Nhậm, tên Nhậm Phong đảm nhiệm, đây cũng là nhân vật máu mặt. Dựa theo thông tin công ty bên kia cung cấp, rồi so sánh với tin tức Bào Ca cập nhật. Lúc Nhậm Phong còn trẻ, là một tên côn đồ ở Đông Hải, năng lực tài giỏi, dám liều dám đánh, nên danh tiếng và địa vị ở Đông Hải ngày càng cao. Sau đó vì vài nguyên nhân nên Nhậm Phong lui về ở ẩn, định cư tại quận Phổ Đà. Mà hắn cũng nhờ có số tiền tích góp được lúc còn trẻ, nên mua được nhiều sản nghiệp. Hay nói cách khác, người ở quận Phổ Đà có tòa nhà cao tầng đồ sộ để buôn bán chưa có nhiều. Nhưng Nhậm Phong có một tòa. Tòa nhà Hằng Phong, nằm ở phía đông của quận Phổ Đà ở thành phố Đông Hải, chỉ cách biển vài km, có vị trí đắc địa và tiếp giáp với khu thương mại. Đó là tòa nhà Nhậm Phong sở hữu. Nhóm Chu Dương đến quảng trường Hằng Phong trước tòa cao ốc, nhìn tòa nhà cao vút, khẽ thở dài trong lòng. Một kiệt tác, Chu Dương xúc động cảm thán. Tòa nhà Hằng Phong có đến 88 tầng, cao 286m, là kiến trúc cao thứ 5 tại thành phố Đông Hải. Để xây một tòa nhà như vậy, lượng vốn cần thiết không phải mấy trăm triệu hay vài tỷ là có thể giải quyết. Căn cứ một vài tư liệu, chi phí xây dựng tòa nhà Hằng Phong lên tới 40 tỷ, bằng mấy lần công ty Danh Dương. Còn Nhậm Phong, là người góp vốn nhiều nhất cho tòa cao ốc này. Đó chính là cửa hàng kinh doanh cuối cùng. Chu Dương chỉ vào một cửa hàng nằm ở tầng một tòa nhà. Diện tích tòa nhà rất lớn, khoảng 500m², là cửa hàng kinh doanh lớn nhất của công ty Danh Dương ở Đông Hải. Chu Dương không biết sao lúc đầu Nhậm Phong lại muốn đặt cửa hàng kinh doanh lớn tại vị trí tốt như vậy, lại còn muốn hợp tác với công ty Danh Dương. Nhưng Thẩm Bích Quân không nói thì anh không hỏi nhiều, chỉ cần không có bất lợi nào, có thể tăng lợi nhuận và quảng bá công ty như thế, khéo anh cầu còn không được. Không sai, đó là cửa hàng kinh doanh cuối cùng. Anh Dương, phía Trần Tổng báo tin, nhóm Hứa Du từng tiếp xúc với Nhậm Phong, nhưng có vẻ đã bị Nhậm Phong từ chối. Ngưu Xuyên dõng dạc nói, thành thật khai báo tình hình của cửa hàng còn sót lại này. Không chỉ để Chu Dương biết, mà còn để Bào Ca bọn họ cùng biết. Cũng có lý, nếu Nhậm Phong sở hữu một tòa nhà như vậy, lại còn đích thân mở cửa hàng lớn để buôn bán, thì làm sao ông ta đồng ý với cái giá Hứa Du đưa ra được. Chu Dương gật đầu nhìn ngó xung quanh, sau đó đi về hướng tòa nhà Hằng Phong. Nếu đã bố trí như vậy thì cứ theo đó mà làm. Chu Dương không biết, nhóm Hứa Du khi nào sẽ gặp lại Nhậm Phong, hoặc khi nào lại cố chấp dùng thủ đoạn. Nhưng anh biết nếu Nhậm Phong hợp tác cùng mình, thì anh cũng thêm tự tin để đối đầu với gia tộc ẩn giật. Giờ có rất ít người trong tòa cao ốc. Còn một ngày nữa là tới giao thừa, các công ty lớn cũng cho nghỉ hết rồi. Chỉ còn một vài nhân viên đang trực. Bây giờ vẫn vô cùng bận rộn. Ở tầng 1 của tòa nhà, một đội bảo vệ đang đi tuần, sát sao không để lọt lỗ hổng nào. Năng lực bảo vệ rất mạnh, đến Chu Dương cũng thấy bội phục. Các anh là ai? Thấy nhóm Chu Dương đi vào tòa nhà, bảo vệ lập tức đi tới, từ xa đã lên tiếng hỏi. Chương 720, Nhậm Phong. Suy cho cùng, mặc dù bảo vệ ở tòa nhà Hằng Phong không thể nhớ hết mọi nhân viên làm việc trong tòa nhà nhưng chí ít cũng quen biết được vài người trong mỗi công ty. Số người bên nhóm Chu Dương cũng không ít hơn 20 người, trong mắt những người bảo vệ ở đây, họ đều trông rất lạ mặt. Điều này không thể không khiến các bảo vệ nâng cao cảnh giác. Hằng Phong là tòa nhà nổi tiếng ở Đông Hải, tòa nhà lớn này rất dễ trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Mà chức trách của các nhân viên bảo vệ này là giám sát không để cho các phần tử tội phạm lọt vào trong tòa nhà. Đứng lại, các anh là ai? Đội trưởng đội bảo vệ La Thụy vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Dương, Ngưu Xuyên, Bào Ca và Tiểu Đạo. Theo quan sát của La Thụy thì Chu Dương và Bào Ca giống người làm chủ, còn Ngưu Xuyên và Tiểu
đao lại giống vệ sĩ hơn. La Thụy có thể cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người Ngưu Xuyên và tiểu đao. Đặc biệt là tiểu đao, cậu ấy như một lưỡi dao sắc bén, có thể vung dao ra làm người khác bị thương bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, các thành viên đội bảo vệ tự chia nhau ra, nhưng có thể thấy được họ vây lấy nhóm người Chu Dương vào giữa. Chúng tôi đến đây tìm Nhậm Phong tiên sinh. Đây là Chu Tổng của công ty Danh Dương chúng tôi, có một số chuyện quan trọng cần bàn với Nhậm Phong tiên sinh. Ngưu Xuyên lên tiếng giới thiệu. Cậu ấy cũng biết lần này họ đến đây vì chuyện gì nên cố gắng tránh xảy ra xung đột, giọng điệu của Ngưu Xuyên vô cùng bình tĩnh, hơn nữa cậu ấy cũng cố gắng hết mức kiềm chế lại khí thế của mình. Người của công ty Danh Dương à, đến tìm chủ tịch Nhậm, các anh có hẹn trước không? Nếu không hẹn trước thì không thể gặp được chủ tịch Nhậm rồi. La Thụy nhìn Chu Dương từ trên xuống dưới rồi trầm giọng nói. Dù Ngưu Xuyên nói như vậy nhưng vẫn không thể loại bỏ sự nghi ngờ của đám bảo vệ. Suy cho cùng, cứ coi như đúng là người của công ty Danh Dương đến gặp chủ tịch Nhậm theo lịch hẹn thì cũng không thể dẫn hơn 20 người đến như thế chứ. Rốt cuộc là đến bàn chuyện hay đến đây để đánh hội đồng vậy? Chu tiên sinh, tôi có số điện thoại của ông Nhậm, bây giờ có cần gọi cho ông ấy không? Bào ca nhỏ giọng nói. Hôm nay họ đến đây là bàn chuyện quan trọng, không phải đến để gây chuyện với người khác. Huống hồ, nếu xảy ra xung đột ở đây, ngộ nhỡ chọc giận Nhậm Phong, không chừng ông ta lại bỏ mặc cửa hàng kinh doanh, điều này không phải là chuyện tốt với Chu Dương và công ty Danh Dương. Ừ, vậy làm phiền anh rồi. Chu Dương khẽ gật đầu đồng ý. Còn La Thụy ở bên cạnh thấy những người này không hề làm loạn, vẻ mặt hơi thả lỏng, lại nghe họ nói có số điện thoại chủ tịch Nhậm, cần gọi cho ông ta, nên anh ta lập tức khẽ thở phào. Bào ca lấy điện thoại gọi luôn cho Nhậm Phong. Chu Dương không hề cảm thấy kỳ lạ khi Bào ca có số điện thoại của Nhậm Phong. Lúc còn trẻ, Nhậm Phong cũng từng lăn lộn trong xã hội, mà trước đây Bào ca và Hổ gia cũng như thế, hơn nữa bọn họ còn có địa vị rất cao trong xã hội. Với các mối quan hệ như vậy thì họ quen nhau cũng là chuyện rất bình thường. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đại sảnh tầng 1. Người đàn ông nhìn xung quanh, thấy La Thụy đứng ngay cửa ra vào, dĩ nhiên cũng thấy nhóm người Chu Dương, anh ta lập tức chạy đến chào hỏi. Cho hỏi anh có phải là Bào ca không? Tôi là La Hải, thư ký của chủ tịch Nhậm. Chủ tịch Nhậm đang họp, ông ấy bảo tôi xuống dẫn mọi người lên trước, đợi cuộc họp kết thúc, chủ tịch Nhậm sẽ đến gặp anh. La Hải nhìn Bào ca, vẻ mặt rất cung kính, thậm chí Chu Dương đứng một bên lại bị anh ta xem như vô hình. Chu Dương không hề cảm thấy khó chịu, dù sao vừa nãy lúc Bào ca gọi điện thoại chỉ nói có chuyện muốn gặp Nhậm Phong để bàn bạc, hơn nữa còn mượn danh của Hổ gia mới có thể nói chuyện được với Nhậm Phong. Được, vị này là Chu Tổng của công ty Danh Dương, thật ra lần này chủ yếu là anh ấy có chuyện muốn thương lượng với chủ tịch Nhậm. Bào ca gật đầu giới thiệu Chu Dương với La Hải. Vì dù sao người đứng ra nói chuyện lần này là Chu Dương, không có anh thì mấy người Bào ca cũng không cần phải gặp Nhậm Phong. Hóa ra là Chu Tổng, mời đi lối này. Lễ nghi của La Hải rất đúng mực. Ít ra theo Chu Dương thấy thì dường như không có bất kỳ sai sót nào, quan tâm tới mọi người rất đúng mực. Anh thầm gật đầu, một thư ký có thể làm được như vậy đủ để nhìn ra cách đối nhân xử thế của Nhậm Phong. Tòa nhà Hằng Phong có tất cả 88 tầng, mà văn phòng của Nhậm Phong ở tầng 14. Nghe nói đó là số tuổi năm đó Nhậm Phong lăn lộn trong giang hồ. Nhóm người đi đến tầng 14, Chu Dương nhìn thấy có mấy lần phải qua kiểm tra an ninh. Cũng may có La Hải đích thân dẫn bọn họ lên, nếu để bọn họ tự mình đi lên thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Mọi người đi xuống trước đi, tôi và Chu tiên sinh đi lên là được rồi. Đến tầng 14, Bào ca vẫy tay với mấy người mình dẫn đến, bảo bọn họ đi xuống trước. Dẫu sao, nhiều người như vậy cũng chỉ để phụ trách quan sát bảo vệ an toàn cho Chu Dương, không nhất thiết phải gặp mặt Nhậm Phong, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, cùng chen chúc một chỗ thế này quả thật không hay cho lắm. La Hải cũng lập tức sắp xếp ổn thỏa cho mấy người này. Chu Dương, Ngưu Xuyên, Bào ca và Tiểu Đao đợi trong phòng khách gần nửa tiếng thì bên Nhậm Phong mới kết thúc cuộc họp. Để khách quý phải tự mình đến đây một chuyến, thật vất vả quá. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy khí chất. Sau đó cửa phòng mở ra, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện, liếc nhìn quan sát mấy người Chu Dương một chút, rồi mỉm cười bước đến. Chu Dương nhìn ông ta, đôi mắt khẽ nheo lại. Nhậm Phong trông như một ông già khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm, dáng người không cao, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn. Nếu không biết thân phận của ông ta,
có lẽ Chu Dương còn nghĩ ông ta là một ông già bình thường. Nhưng những gì Nhậm Phong biểu hiện ra bên ngoài tuyệt đối không phải điều mà một ông già bình thường có thể có được. Không chỉ thân thể có vẻ rắn chắc, tràn đầy năng lượng, dáng vẻ bất phàm, mà đôi mắt ông ta còn sắc bén như mắt chim ưng. Có điều, Chu Dương cũng thấy được một chút mệt mỏi lóe lên trong đáy mắt Nhậm Phong. Tuy rằng không biết vì sao ông ta lại mệt mỏi, nhưng nghĩ kỹ lại, anh đã chờ ở đây gần nửa tiếng, Nhậm Phong mới kết thúc cuộc họp, càng chưa kể lúc anh chưa đến Nhậm Phong đã bắt đầu cuộc họp. Họp lâu như vậy chắc chắn không phải chuyện đơn giản, tiêu hao không ít sức lực của Nhậm Phong. Ông Nhậm, mấy người Chu Dương lần lượt đứng lên chào Nhậm Phong, nói thế nào thì Nhậm Phong cũng là bề trên của họ, kính trọng ông ta một chút cũng không vấn đề gì. Cậu là Chu Dương à? Ông Nhậm gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Chu Dương. Tôi biết cậu. Lúc đầu Chu Dương cứ nghĩ Nhậm Phong sẽ hỏi về thân phận của mình, anh muốn định giới thiệu một chút thì ngay lúc đó, câu nói của ông Nhậm khiến Chu Dương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tôi biết cậu. Mấy chữ này rất đơn giản nhưng về mặt ý nghĩa khác lại không đơn giản chút nào. Lúc này đến lượt Chu Dương cảm thấy nghi hoặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.